Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 501, Chiến thần tới. Mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang bước vào. Sắc mặt Khương Văn Kỳ khó coi vô cùng, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, tôi đang hỏi ý kiến của Khương Vi Nhan, liên quan gì đến cậu? Đúng vậy, Tiêu Chính Văn, đừng có quá ngạo mạn như thế. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng phụ họa theo. Tử Phân lập tức đứng lên, sắc mặt vui mừng chạy tới, kéo tay Tiêu Chính Văn, ngạo nghễ nói với đám người Khương Văn Kỳ, sao lại không liên quan đến con rể tôi chứ, biệt thự này là do nó mua, các người có thể vào ở hay không đương nhiên là do con rể tôi quyết định rồi. Một câu nói khiến sắc mặt gia đình Khương Văn Kỳ lập tức trùng xuống. Lúc này, Tử Phân mới quay đầu lại, phấn khích cười nói với Tiêu Chính Văn, con rể tốt, nghe nói con mua căn biệt thự Thương Hải số 1 rồi phải không? Bà ta vừa hỏi câu này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là Khương Vi Nhan lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Chính Văn, mẹ em nói, anh mua một căn biệt thự 1 tỷ à? Khương Vi Nhan hỏi, tim đập thình thịch. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Anh rể, anh mau nói đi, có phải anh mua rồi không? Đừng khiến mọi người lo lắng chứ, Khương Thần lúc này đột nhiên xưng hô thân mật thế. Thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của mọi người, Tiêu Chính Văn cũng biết rằng chuyện này không thể giấu được nữa rồi, liền tùy ý thừa nhận, đúng vậy, tôi mua đấy, căn biệt thự đó là để tặng Khương Vi Nhan làm nhà tân hôn của chúng tôi. Oa, mọi người đều há hốc mồm miệng. Ngay cả khi đã biết trước rồi, nhưng khi nghe thấy lời thú nhận của Tiêu Chính Văn, bọn họ vẫn bị sốc. Căn biệt thự 1 tỷ đấy. Tiêu Chính Văn, cậu thật sự đã mua với giá 1 tỷ sao? Khương Văn Kỳ dường như có chút không tin liền gặng hỏi tiếp. Tiêu Chính Văn cau mày, nói cũng không khoa trương đến mức đó, không đến 100 triệu, nhưng giá niêm yết là 1 tỷ. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn bước tới, nắm lấy tay cô. Nhẹ nhàng cười nói, trước đây nhà họ Tiêu để lại, anh đã từng nói rồi, nhất định sẽ khiến em và Nana có một cuộc sống hạnh phúc, căn biệt thự này là anh tặng cho em. Nghe thấy câu này, trong lòng Khương Vi Nhan rất cảm động, nhưng cảm thấy tự trách nhiều hơn, nói, ai bảo anh tiêu tiền linh tinh như vậy, chúng ta sống ở đây cũng khá tốt mà, Tiêu Chính Văn cười nói, không sao, chỉ là một căn biệt thự thôi mà. Nghe thấy câu này, gia đình Khương Văn Kỳ và đám người Tử Phân đều tràn đầy kinh ngạc và ghen tị. Một căn biệt thự thôi mà. Nghe thấy câu này xem ra Tiêu Chính Văn đang giấu không ít tiền đây. Tử Phân vội vàng nói, con rể yêu quý của mẹ à, có thể cho bọn mẹ đến ở cùng được không? Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn Tử Phân và gia đình ba người nhà Khương Văn Kỳ ở đằng sau, nói, xin lỗi, Khương Vi Nhan đã tách khỏi nhà họ Khương rồi. Vì thế mấy người không thể ở trong biệt thự này được. Nghe thấy vậy, Khương Văn Kỳ vội vàng tiến tới, cười nói, Tiêu Chính Văn à, ông cụ đã có lời rồi, bảo các cháu quay về, chuyện lần trước hoàn toàn là hiểu nhầm thôi. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh lùng, không trả lời ông ta. Khương Văn Kỳ lại nhìn về phía Khương Vi Nhan à, cháu đừng tức giận nữa, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà. Tuy nhiên, hoàn toàn ngoài dự đoán. Lần này, thái độ của Khương Vi Nhan rất kiên định, nói, người một nhà. Bác cả à, bác coi chúng cháu là người một nhà lúc nào thế? Không phải bác muốn trói Tiêu Chính Văn gửi tới nhà họ Bạch ở tỉnh sao? Khương Văn Kỳ ngượng ngùng giải thích, Vi Nhan, cháu nghe bác cả giải thích, nhà họ Bạch ở tỉnh đó chúng ta không chọc vào được, bác cả làm như vậy hoàn toàn là nghĩ cho nhà họ Khương chúng ta thôi, hừ. Khương Vi Nhan lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói, biệt thự đó là do Tiêu Chính Văn mua, mọi việc đều do anh ấy quyết định. Lần này thì hay rồi, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn lập tức hất tay, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Tử Phân đứng ở cửa lo lắng hét lớn, Vi Nhan, dù sao chúng ta cũng là bố mẹ con, sao con lại không cho chúng ta tới ở được chứ? Đúng rồi đấy, chị à, chị mau khuyên anh rể đi. Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Khương Vi Nhan bối rối nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, em làm như vậy có đúng không? Tiêu Chính Văn nhún vai, nói cho dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em,
phải khiến đám người nhà họ Khương chịu chút khổ cực thì bọn họ mới hiểu được thế nào là lẽ sống, có một số người không thể mềm mỏng được. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan bật cười khúc khích, sau đó hỏi, anh thật sự mua căn biệt thự Thương Hải số 1 rồi à? Ừ, Tiêu Chính Văn gật đầu. Khương Vi Nhan xót xa, nói, đắt quá đi. Yên tâm đi, đợi sau khi chúng ta chuẩn bị xong tiệc cưới, em sẽ là bà chủ của ngôi biệt thự đó, chỉ là chút tiền còn con thôi, không đáng là bao, Tiêu Chính Văn nói. Khương Vi Nhan nhếch mày lên, nói như thể là anh có nhiều tiền lắm ấy. Tiêu Chính Văn mỉm cười, không nói gì thêm. Còn về phía bên này, gia đình Khương Văn Kỳ đã quay về và kể hết mọi chuyện cho ông cụ nghe. Sắc mặt Khương Thái Sương rất khó coi, nói, cho dù thế nào chúng ta cũng phải vào căn biệt thự đó ở. Bao nhiêu nhân vật tầm cỡ của Tu Hà đều đang sống ở đó, chúng ta mà được ở đó thì thật hãnh diện biết bao. Nghe đến đây, sắc mặt đám người Khương Thái Sương đều phấn khích không thôi. Như thể căn biệt thự đó không phải do Tiêu Chính Văn mua mà là do bọn họ mua vậy. Cùng lúc này, sân lớn nhà họ Bạch ở tỉnh. Trước mặt gia chủ nhà họ Bạch có ba bóng người sát khí đằng đằng đang đứng. Ba người này chính là cường giả thực lực cấp quân vương được nhà họ Bạch cung phụng suốt bao nhiêu năm nay. Tối nay, mấy người giết chết tên Tiêu Chính Văn đó cho tôi. Còn có vợ của hắn ta và cả nhà họ Khương nữa, giết hết không tha. Dám cự tuyệt nhà họ Bạch chúng ta, bọn chúng phải trả giá bằng cả sinh mạng. Bụp! Gia chủ nhà họ Bạch giận dữ đập vào chiếc bàn gỗ. Vâng! Trong phút chốc, ba bóng người biến mất trong khuôn viên nhà họ Bạch như những bóng ma. Nửa tiếng sau, một chuyên cơ của quân khu đáp tại sân bay của tỉnh. Gia chủ nhà họ Bạch, Bạch Triển Hùng dắt theo các thành viên cốt lõi của gia tộc, đứng chờ ở trước máy bay một cách kính cẩn và phấn khích. Cửa cabin mở ra, một bóng người với khí chất ngút trời, mặc bộ quân phục màu xanh lá cây đậm, trên vai có ba ngôi sao vàng. Chỉ cần một cái liếc mắt của người đó cũng đủ khiến mọi người nhà họ Bạch chấn động. Vị này chính là chiến thần tôn kính của nhà họ Bạch, cũng là tướng quân đang làm việc ở Nam Lĩnh. Bạch Khải Hằng, thượng tướng ba sao của chiến khu Nam Lĩnh, cũng là một trong số 5 vị chiến thần lớn ở Nam Lĩnh. Nói chính xác hơn, Bạch Khải Hằng này là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạch Triển Hùng. Tuy nhiên, Bạch Khải Hằng từ nhỏ đã không được bố mẹ yêu thương. Vì vậy năm 20 tuổi ông ta đã kiên quyết lên đường nhập ngũ. Bây giờ ông ta đã trở thành một vị thượng tướng cao quý và là một vị chiến thần tôn kính. Nghênh đón chiến thần. Tất cả mọi người nhà họ Bạch đều đồng thanh hét lớn. Chương 502, mày rốt cuộc là ai? Bạch Khải Hằng bước xuống máy bay, quét mắt qua đám người nhà họ Bạch ở trước mặt, sau đó nhìn Bạch Triển Hùng. Bạch Triển Hùng lập tức tiến lên, cung kính nói, em trai. Hoan nghênh em về nhà, anh trai nhớ em muốn chết luôn đấy. Nói xong, Bạch Triển Hùng dang rộng hai tay muốn ôm lấy Bạch Khải Hằng. Bạch Khải Hằng cũng không từ chối, sau đó hai người tách ra, ông ta nói, Thanh Xuyên thế nào rồi? Sắc mặt Bạch Khải Hằng trầm xuống, nói, đã thành người tàn tật rồi, lão thần Y Tô cũng không có cách nào cứu chữa. Nói đến đây, sắc mặt Bạch Triển Hùng lóe lên sự hận thù sâu sắc. Bạch Khải Hằng nghe thấy vậy. Khóe mắt cũng lóe lên tia lạnh lẽo, nói, về trước đã. Nói xong, tất cả người nhà họ Bạch cùng nhau rời khỏi sân bay. Lần này Bạch Khải Hằng trở lại là có nhiệm vụ chính chứ không phải là để xử lý việc của nhà họ Bạch. Về đến nhà họ Bạch, sau khi Bạch Khải Hằng biết hết mọi chuyện, ông ta sa sầm mặt mày, hỏi anh đã phái ba vị cao thủ cấp quân vương đến Tu Hà rồi à? Bạch Triển Hùng gật đầu nói, đúng vậy, ba vị cao thủ cấp quân vương. Cho dù Tiêu Chính Văn lợi hại đến cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay bọn họ được. Lần này, không cần em trai ra tay, em chỉ cần trấn thủ ở nhà họ Bạch chúng ta là được rồi. Để những con hổ đang rình mò bên ngoài biết rằng, nhà họ Bạch chúng ta còn có một vị chiến thần tôn kính đang trấn thủ ở đây. Bạch Khải Hằng thản nhiên gật đầu nói, đã như vậy thì em không cần phải ra tay nữa, lần này thời gian em quay về cũng không được lâu, chỉ ở lại tỉnh khoảng 2-3 ngày thôi. Bạch Triển Hùng cười nói, không cần em trai ra tay, tối nay, người của anh nhất định có thể mang xác của tên Tiêu Chính Văn đó về đây. Bạch Khải Hằng lắc đầu nói, dù sao em cũng là chiến thần, những chuyện này, em sẽ không nhúng tay vào. Nói xong, Bạch Khải Hằng đứng dậy, nói em đi thăm Thanh Xuyên. Phía bên này, Tiêu Chính Văn ăn cơm tối xong liền rời khỏi nhà,
đi tới chỗ Long Nhị, giải quyết một số việc. Lúc này, ba bóng người sát khí ngút trời xuất hiện trước cửa phòng. Ba người nhìn nhau. Trong đó người mạnh nhất là cao thủ quân vương cấp 4 sao, sắc mặt lạnh lùng, tầm khoảng 40 tuổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói, gần đây không có cao thủ, xem ra nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Một cao thủ quân vương cấp 3 sao khác khoanh tay trước ngực, thân hình vô cùng vạm vỡ, hừ lạnh một tiếng, gia chủ Bạch cao hứng như vậy, tôi còn tưởng rằng là một đối thủ rất lợi hại, bây giờ xem ra chẳng cần tôi phải ra tay, đúng là vô vị. Người đàn ông còn lại mặc áo khoác đen che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt u ám, cười lạnh lùng nói thôi, đánh nhanh thắng nhanh, giết hai mẹ con trong căn phòng này trước rồi đi tìm người nhà họ Khương. Ừ, ba người gật đầu, bước vào trong phòng. Tuy nhiên, lúc người đàn ông trung niên dẫn đầu chuẩn bị đẩy cửa vào. Xoẹt, một ánh sáng màu bạc giống như sao băng mang theo sát khí quái dị lập tức bộc phát. Người đàn ông trung niên vội vàng tránh né. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thật là một luồng sát khí mạnh mẽ. Ngay lập tức, cả ba cùng quay đầu nhìn về phía cuối phố. Ở nơi đó, một bóng người đang từng bước đi ngược lại ánh trăng, trên tay cầm một con dao sắc nhọn năm cạnh, bước từng bước lại gần. Ba vị quân vương, ô, ba cánh tay đắc lực của nhà họ Bạch. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, trong mắt bừng lên sát khí. Ba vị cao thủ có thực lực quân vương lúc này xa sầm mặt mày. Đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang ở cách bọn họ 5 mét, lạnh lùng hỏi, mày là Tiêu Chính Văn? Thằng nhãi được đấy, quả nhiên có chút thực lực. Không tồi, là hạt giống tốt, nhưng đáng tiếc, mày đắc tội với nhà họ Bạch, hôm nay nhất định phải chết. Nói xong, vị quân vương cấp 3 sao có thân hình vạm vỡ lập tức xông tới như một con hổ dũng mãnh, hai nắm đấm cứng rắn chuẩn bị nện vào ngực và bụng của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ, đủ để đập vỡ một cái xe tăng. Thậm chí bên tai Tiêu Chính Văn cũng có thể nghe thấy tiếng rít trong gió của nắm đấm. Bụp, cú đấm này đấm mạnh vào người Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, điều khiến người khác kinh ngạc đó là Tiêu Chính Văn cũng tung cú đấm lên, đấm về phía đối phương. Răng rác, ngay lập tức, tiếng xương gãy vang vọng khắp không trung. Ánh mắt của quân vương cấp 3 sao lộ ra vẻ kinh hãi. Lập tức lùi về sau mấy bước, nhìn xuống bàn tay đã vỡ nát của mình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt không thôi. Mày rốt cuộc là ai? Gã đầu con quân vương cấp 3 sao lạnh lùng hỏi. Kinh hãi! Cú đấm của đối phương lại có thể đấm nát tay của mình. Dù sao mình cũng là cao thủ quân vương cấp 3 sao? Hai cao thủ quân vương còn lại nhìn thấy đồng đội của mình thất bại liền nhanh chóng lao tới, sắc mặt lạnh lùng. Thằng nhãi này không đơn giản. Người đàn ông trung niên là quân vương cấp 4 sao phán đoán. Tiêu Chính Văn đứng trước mặt bọn họ, cười lãnh đạm nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các người không nên xuất hiện ở đây, càng không nên có ý muốn giết chết vợ con tôi. Ngông cuồng, tao muốn xem, rốt cuộc thằng nhãi nhà mày giỏi giang đến cỡ nào mà dám nói chuyện như vậy với bọn tao. Gã đàn ông mặc áo khoác đeo mặt nạ lúc này đột nhiên ra tay. Bốn mũi dao sáng rực như ánh đèn bay ra từ thắt lưng xuyên thủng không khí, lao về phía cổ, tim, ngực và bụng của Tiêu Chính Văn. Bốn con dao này bay nhanh rồi xoay tròn trên không trung, xé tan màn đêm, phát ra âm thanh chói tai vô cùng. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn vung tay lên, con dao găm trong tay đột nhiên văng ra ngoài, tạo thành một vòng tròn màu bạc trong không trung. Keng keng keng. Bốn con dao đang phi như bay lóe lên ánh sáng sắc bén rồi nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Ngay lúc đó, vẻ mặt của gã áo đen vô cùng kinh ngạc, gã lại rút thêm 8 con dao từ thắt lưng ra bắn về phía Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, lần này, trước khi 8 con dao kịp phóng ra, con dao găm của Tiêu Chính Văn tỏa ra ánh sáng sáng rực cả bầu trời, găm thẳng vào ngực của gã áo đen khiến máu đỏ tươi bắn ra tung tóe. Phụt! Gã đàn ông áo đen phun ra một ngụm máu, thậm chí đến lúc chết cũng không biết Tiêu Chính Văn đã ra tay lúc nào. Sau đó, phịch một tiếng, gã đàn ông mặc áo đen lập tức ngã xuống vũng máu, hai mắt trợn trừng nhìn đồng đội của mình. Hai cao thủ cấp quân vương còn lại lúc này cũng vô cùng chấn động. Chỉ với một chiêu đã giết chết một vị cao thủ quân vương cấp 3 sao. Chuyện này đúng là không dám tưởng tượng. Người đàn ông trung niên lúc này cảm thấy khủng hoảng dữ dội. Vốn dĩ bọn họ là thợ săn, đối phương mới là con mồi.
nhưng bây giờ đã đảo ngược lại rồi. Mày rốt cuộc là ai? Người đàn ông trung niên run rẩy hỏi. Lúc này, Tiêu Chính Văn cầm theo con dao găm năm cạnh đầy máu, bước từng bước về phía hai người còn lại, anh giơ tay lên, con dao găm bắn ra với tốc độ nhanh như chớp, gã trung niên chưa kịp phản ứng đã thấy một đường máu rạch ngang ở cổ. Sau đó, gã ôm chặt cổ, vẻ mặt kinh hãi, lập tức ngã xuống vũng máu. Khủng khiếp! Người đàn ông có thực lực quân vương cấp 4 sao còn lại sợ tái mét mặt mày. Trong chớp mắt, hai đồng đội đều đã chết. Gã biết mình không ra tay thì cũng sẽ chết. Vì vậy, gã lập tức lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn, tung cú đá vào đầu anh một cách thô bạo. Chương 503, giết nhà họ Bạch. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tiếng gãy xương vang lên. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng giơ tay lên, nhéo cổ chân của đối phương. Sau đó anh bóp mạnh tay, lập tức bóp nát xương bàn chân của cao thủ quân vương cấp 4 sao. Á! Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong không trung. Người đàn ông trung niên xanh mặt, vội vàng lùi một chân về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chính Văn. Gã toát mồ hôi như mưa, nhìn chân phải đã hoàn toàn bị gãy của mình, gã vô cùng bàng hoàng và kinh hãi. Quá đáng sợ! Người thanh niên trước mặt này là ai? Vì sao lại có sức mạnh như vậy? Dùng tay không bóp nát chân phải của cao thủ quân vương cấp 4 sao? Thực lực như vậy nhất định là chiến thần. Ngay lúc đó, trong lòng người đàn ông trung niên dấy lên ham muốn chạy trốn mãnh liệt. Một vị chiến thần đấy. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Gã hoảng loạn, xoay người định chạy. Tuy nhiên, xoẹt một tiếng. Một ánh sáng màu bạc lóe qua, con dao trong tay Tiêu Chính Văn lại phi tới. Lập tức xuyên thủng đầu gối trái của vị cao thủ quân vương cấp 4 sao này. Ngay lập tức, gã đàn ông trung niên ngã xuống đất, máu chảy ra từ chân trái. Gã cố gắng bỏ về phía trước, muốn rời khỏi nơi này. Tuy nhiên phía sau truyền tới tiếng bước chân, bộp. Tiêu Chính Văn nhấc chân, giẫm vào lưng gã đàn ông trung niên, đè mạnh gã trên nền bê tông, khiến nền bê tông xuất hiện vô số vết nứt. Gã đàn ông đó cũng phun ra vài ngụm máu. Cú đạp này đã làm nát bét lục phủ ngũ tạng của gã. Cầu xin anh tha mạng, chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh, gã đàn ông trung niên cầu xin lòng thương xót. Còn Tiêu Chính Văn thì lạnh lùng nhìn gã, nói tha mạng. Nếu như hôm nay tôi không xuất hiện, chẳng phải vợ con tôi đã chết trong tay các người rồi sao? Gã đàn ông đó không còn gì để nói, do dự hồi lâu. Gã chỉ đành cầu xin lòng thương xót, xin anh, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa, cầu xin anh tha cho tôi một mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa phục tùng anh, không cần. Nói xong, Tiêu Chính Văn lại giơ chân lên, giẫm mạnh xuống người gã. Phụt! Trong phút chốc, lưng của gã đàn ông trung niên bị giẫm nát thành từng mảnh, cắt đứt hoàn toàn sinh mạng của gã. Sau đó, Tiêu Chính Văn nhíu mày, liếc nhìn về phía cửa nhà, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Nói, nhà họ Bạch, tôi không tới tìm các người thì các người tự tới tìm đường chết đúng không? Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người, anh không vào nhà mà gọi điện thoại cho Long Nhị, bảo mấy người tới đây xử lý một chút, anh và tôi đi tới nhà họ Bạch ở tỉnh. Vâng, chủ soái. Long Nhị nhanh chóng trả lời, sau đó lái xe đến nơi đã hẹn với Tiêu Chính Văn. Sau khi lên xe, mí mắt Long Nhị nháy liên tục. Bởi vì anh ta phát hiện ra sát khí trên người chủ soái vô cùng mãnh liệt. Xuất phát, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Long Nhị nhanh chóng đạp chân ga, xe jeep lập tức gầm lên một tiếng, lao nhanh như một mũi tên sắc bén. Một tiếng sau, đại viện nhà họ Bạch ở tỉnh. Một chiếc xe jeep đột ngột dừng lại, tiếng phanh gấp vang lên. Tiêu Chính Văn và Long Nhị nhanh chóng xuống xe, nhướng mày nhìn khu đại viện nhà họ Bạch rộng lớn và xa hoa trước mặt. Kiến trúc nhà vườn điển hình. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên một cách lạnh lùng, anh bước về phía trước. Tuy nhiên, mấy tên vệ sĩ mặc vest đen ở cửa nhanh chóng chạy tới, vươn tay ngăn cản, lạnh lùng nói các người là ai. Nửa đêm xông vào nhà họ Bạch là tội chết, mau chóng rời khỏi đây ngay. Ánh mắt Tiêu Chính Văn sắc nhẹp, lạnh lùng nói tôi tới tìm gia chủ Bạch của các người, nói với ông ta, tôi tới để lấy cái mạng ông ta. Nghe thấy vậy. Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lấy khẩu súng lục trên eo ra và hét lớn, quá quát. Bắt hết bọn chúng lại. Trong tích tắc, đám vệ sĩ này lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn và Long Nhị. Tuy nhiên, một bóng đen lóe lên,
Long Nhị nhanh chóng ra tay, mấy bóng người lập tức bay ra, đâm vào cửa sắt ở cổng nhà họ Bạch, vang lên những tiếng rầm rầm. Sau đó cánh cửa sắt lập tức vỡ nát và đổ sập xuống. Đám vệ sĩ nằm trên mặt đất, phun ra mấy ngụm máu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tiêu Chính Văn hờ hững liếc một cái rồi bước vào bên trong đại viện nhà họ Bạch. Tuy nhiên, vừa bước vào chưa được bao lâu, đèn trong đại viện nhà họ Bạch được bật sáng rực rỡ, hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen cầm dùi cui chống bạo động lao ra từ bốn phía. Đội trưởng dẫn đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Long Nhị vừa xông vào, sắc mặt vô cùng u ám, lạnh lùng nói, dám xông vào đại viện nhà họ Bạch, muốn chết đúng không? Bắt bọn chúng lại, trong tích tắc, hàng chục vệ sĩ lao về phía Tiêu Chính Văn và Long Nhị. Khóe miệng Long Nhị khẽ nhếch lên, cơ thể nhanh nhẹn như báo gấm lập tức xông ra, mấy chục tên vệ sĩ trước mặt bị đánh bay ra trong chốc lát, nằm la liệt trên mặt đất như rơm như rạ. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt Long Nhị đã không còn bất kỳ kẻ thù nào. Đội trưởng dẫn đầu cũng bị Long Nhị giẫm mạnh dưới chân, lạnh lùng nói, gia chủ nhà họ Bạch đang ở đâu. Đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi, nói, ở sân sau, vừa dứt lời, Long Nhị nhấc chân lên, đá bay đội trưởng đó ra xa mấy chục mét, khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Sau đó Long Nhị nghiêng người, nhường đường cho Tiêu Chính Văn, anh bước về phía sân sau, để lại đám vệ sĩ đang nằm la liệt trên mặt đất. Phía sân sau nhà họ Bạch, một vệ sĩ vội vàng xông vào, quỳ gối, hét lớn, gia chủ, không hay rồi. Có người xông vào đại viện nhà họ Bạch chúng ta, còn đánh cho mấy chục vệ sĩ bị thương. Bọn chúng sắp xông vào đây rồi. Bạch Triển Hùng đang ngồi ở sảnh giữa của sân sau, uống trà trò chuyện với Bạch Khải Hằng. Nghe vậy, Bạch Triển Hùng sa sầm mặt mày, tức giận nói, cậu nói cái gì? Có người dám xông vào đại viện nhà họ Bạch ta sao? Là ai? Là tôi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa. Bạch Triển Hùng và Bạch Khải Hằng nhướng mày nhìn ra, thấy một thanh niên trẻ tuổi dắt theo một người bước vào từ sân sau. Thật là một luồng khí mạnh mẽ và ớn lạnh. Bạch Khải Hằng sa sầm mặt mày, ông ta cảm nhận được luồng khí tức lạ thường toát ra từ hai người trước mặt. Luồng khí tức này chỉ có nhân tài trong chiến khu mới có. Lúc này, Bạch Triển Hùng vô cùng tức giận, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Long Nhị vừa xông vào, chửi mắng, các người là ai? Vì sao lại xông vào đại viện của nhà họ Bạch chúng tôi, còn đánh bị thương bao nhiêu vệ sĩ nữa, đúng là không có vương pháp mà. Ha ha! Tiêu Chính Văn cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Triển Hùng đang lộ vẻ tức giận, nói, gia chủ Bạch, ông sai ba vị cao thủ quân vương tới giết vợ con của tôi mà lại không biết tôi là ai ư? Nghe thấy vậy, Bạch Triển Hùng nhíu mày, nói, mày là Tiêu Chính Văn. Thằng nhãi ngông cuồng, lại dám xông vào đại viện nhà họ Bạch. Tuy nhiên, giây tiếp theo, Bạch Triển Hùng mới phản ứng lại, ánh mắt sợ hãi hỏi, sao mày tới được đây? Nói, ba vị cao thủ cấp quân vương bây giờ sao rồi? Bạch Triển Hùng hoảng loạn. Đây là ba vị cao thủ cấp quân vương mà nhà họ Bạch cung phụng suốt bao nhiêu năm. Thực xin lỗi, bọn họ đều chết hết rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 504, bản soái là vua Bắc Lương. Việt. Nghe thấy vậy, nhiệt độ trong sân sau lập tức hạ xuống mức âm độ. Bạch Triển Hùng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt kinh hãi, tức giận hét lớn, mày nói cái gì? Bọn họ đều chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bọn họ đều là cao thủ cấp quân vương. Có người còn là quân vương cấp 4 sao? Dựa vào mày làm sao có thể giết chết bọn họ được chứ? Bạch Triển Hùng ngàn vạn lần không thể tin. Ba vị cao thủ cấp quân vương chính là bảo vật ở tỉnh này. Sự tồn tại như vậy đủ để tiêu diệt đội quân hàng trăm nghìn người. Tuy nhiên, tên Tiêu Chính Văn trước mặt này lại nói bọn họ đều chết hết rồi. Không tin à, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Sau đó, anh ra hiệu cho Long Nhị ném điện thoại cho Bạch Triển Hùng. Bạch Triển Hùng vội vàng bắt lấy chiếc điện thoại vừa bay tới, lập tức nhìn thấy những bức ảnh về cái chết thảm thương của ba vị cao thủ cấp quân vương. Chuyện này, Bạch Triển Hùng hoảng loạn, hai mắt trợn trừng, kinh hãi tột độ. Mày rốt cuộc là ai? Mặc dù sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc, lạnh lùng hỏi. Có thể giết chết ba cao thủ cấp quân vương có thể thấy được tên Tiêu Chính Văn ở trước mặt này tuyệt đối không phải người bình thường. Tiêu Chính Văn nhướng mày. Chắp tay sau lưng,
nhìn Bạch Triển Hùng, lạnh lùng nói, câu này bọn họ cũng đã hỏi qua, nhưng cho đến lúc chết vẫn không biết được đáp án. Nghe thấy vậy, Bạch Triển Hùng sa sầm mặt mày, tức giận nói, thằng nhãi ngông cuồng. Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ đây là chỗ nào? Đây là đại viện của nhà họ Bạch ở tỉnh, lẽ nào mày dám giết tao sao? Hừ! Bạch Triển Hùng không sợ hãi chút nào vì em trai còn đang ngồi phía sau mình. Thượng tướng cấp 3 sao của chiến khu Nam Lĩnh, một vị chiến thần tôn kính. Cho dù tên Tiêu Chính Văn trước mắt lợi hại thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ hắn ta có thể đánh thắng được em trai của mình sao? Chỉ cần danh hiệu thượng tướng 3 sao cũng để khiến người khác sợ khiếp vía rồi. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giết ông, chẳng cần tôi phải ra tay. Anh vừa dứt lời, Long Nhị đã tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, chuẩn bị ra tay. Mày dám. Bạch Triển Hùng vội vàng lùi lại vài bước, sau đó nhìn Bạch Khải Hằng vẫn đang ngồi uống trà phía sau, nói, em trai, em xem, lúc này, Bạch Khải Hằng đặt tách trà sang một bên, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Long Nhị trước mặt, nói, hai vị coi nhà họ Bạch chúng tôi không có ai à. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại tràn đầy khí thế, giống như tiếng sấm rền vang. Tiêu Chính Văn cau mày, nhìn Bạch Khải Hằng đang ngồi yên vị trên ghế, hỏi ông là ai? Bạch Khải Hằng cười nói, chàng trai, lẽ nào cậu không biết, hôm nay nhà họ Bạch đón tiếp một vị chiến thần sao? Vừa dứt lời, một luồng sát khí cực mạnh lập tức bộc phát từ người của Bạch Khải Hằng, khiến những người hầu trong sảnh đều kinh ngạc, tất cả đều run rẩy quỳ xuống đất. Đến Bạch Triển Hùng cũng sợ hãi trước khí thế của Bạch Khải Hằng, suýt nữa thì quỳ xuống. Tuy nhiên, ngoài dữ liệu, Tiêu Chính Văn và Long Nhị vẫn đứng vững, không bị ảnh hưởng chút nào bởi hào quang chiến thần toát ra từ người Bạch Khải Hằng. Bạch Khải Hằng thấy vậy liền nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, nói, ừm. Cũng khá thú vị đấy, xem ra tôi đã đánh giá thấp hai người rồi. Lúc này, Bạch Triển Hùng chỉ vào Long Nhị và Tiêu Chính Văn rồi gầm giống lên, ngông cuồng. Nhìn thấy chiến thần nhà họ Bạch sao lại không quỳ xuống. Chúng mày có biết, chú ấy là thượng tướng 3 sao của chiến khu Nam Lĩnh, là một vị chiến thần tôn kính của Hoa Quốc không? Chiến thần, đó là sự tồn tại mà vô số người phải kính phục. Ngày thường, một nhân vật tầm cỡ như vậy dù đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ của hàng trăm nghìn nhân dân. Ngay cả những nhân vật lớn và đứng đầu ở tỉnh cũng phải cung kính khép nép tới chào hỏi. Tuy nhiên hai kẻ trước mặt lại vô lễ như vậy. Giây tiếp theo, câu nói của Tiêu Chính Văn như một tiếng sét làm nổ tung đại sảnh. Ha ha, chỉ là một vị chiến thần thôi mà, xứng để tôi quỳ xuống sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hít hà. Câu nói này khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều phải hít thở sâu. Đặc biệt là Bạch Triển Hùng. Ông ta kích động vô cùng, lập tức chửi mắng, quá quát. Dám vô lễ với chiến thần nhà họ Bạch, mày muốn chết đúng không? Nhưng ông ta vừa dứt lời. Đã nhìn thấy bóng đen xoẹt qua trước mắt. Sau đó, ông ta phát hiện ra Long Nhị không biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, dùng một tay bóp cổ ông ta rồi nhấc lên khỏi mặt đất, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nói, bất kính với chủ soái nhà tôi, ông muốn chết đúng không? Bạch Triển Hùng chết lặng. Ông ta không thể nào thở được, cảm giác cái chết sắp tới gần đang quanh quẩn trong tâm trí ông ta. Còn Bạch Khải Hằng trong lúc Long Nhị ra tay cũng đã di chuyển. Nhưng ông ta mới vừa nhấc mông khỏi ghế thì Long Nhị đã phi tới bóp cổ Bạch Triển Hùng rồi. Đáng sợ, khủng khiếp, tốc độ quá nhanh. Thực lực của người này còn mạnh hơn cả mình. Mình là một vị chuẩn chiến thần cấp 1 sao. Đối phương có thể ra tay nhanh như vậy trước mặt mình thì ít nhất cũng phải là chiến thần cấp 2 sao. Lúc đó, trán của Bạch Khải Hằng đã toát đầy mồ hôi. Bởi vì ông ta phát hiện ra ánh mắt của Long Nhị đang hướng về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn ta vừa nói, chủ soái. Trái tim của Bạch Khải Hằng như vỡ tan thành trăm mảnh, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn đang đứng oai phong bệ vệ ở đó, nuốt nước bọt và hỏi cậu là ai? Lúc này, Tiêu Chính Văn đang chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện lên khí chất của người làm vua, nói, lẽ nào, Hắc Long không nói với ông, gặp chủ soái phải quỳ xuống hành lễ sao? Quá quát, quá ngông cuồng, lại dám gọi cả tên chủ soái nhà tao. Bạch Khải Hằng ngay lập tức phẫn nộ, tung nắm đấm mạnh mẽ về phía Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, một tiếng động lớn vang lên, một bóng người bay ra rồi rơi thẳng xuống đất, phụt. Giây tiếp theo,
Bạch Khải Hằng phun ra một ngụm máu, nằm ngắc ngoài trên đất, kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn vẫn đang đứng, cậu rốt cuộc là ai? Một cú đấm đã khiến mình bay ra, dù sao mình cũng là chuẩn chiến thần cấp một sao. Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt Bạch Khải Hằng, lạnh lùng nhìn ông ta, nói, không biết Hắc Long ngày thường dạy dỗ các người như thế nào mà thực lực lại kém cỏi đến như vậy. Cậu rốt cuộc là ai? Bạch Khải Hằng hỏi. Lúc này, ông ta đã sợ rồi. Bởi vì một suy nghĩ kinh khủng đột nhiên lóe lên trong đầu ông ta. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, bản soái là vua Bắc Lương. Bùm! Sáu từ ngắn ngủi này giống như một tiếng sét nổ tung trong lòng Bạch Khải Hằng. Vua Bắc Lương! Trời ơi! Khoảnh khắc đó, toàn thân Bạch Khải Hằng run lên bần bật, trong lòng vô cùng sợ hãi. Vị trước mặt lại chính là vua Bắc Lương thiên hạ vô địch của Hoa Quốc, Long soái cấp 5 sao. Còn nhiều hơn một sao so với chủ soái của mình. Phịch một tiếng, Bạch Khải Hằng lật người quỳ trên mặt đất, thái độ vô cùng cung kính và sợ hãi nói với Tiêu Chính Văn, vi chức, thượng tướng 3 sao của chiến khu Nam Lĩnh, Bạch Khải Hằng, nghênh đón vua Bắc Lương. Chương 505, ngày thành hôn. Việt, Bạch Khải Hằng quỳ trên mặt đất, cả người run lên. Ông ta không thể ngờ rằng người đàn ông đứng trước mặt mình này lại là chủ soái Bắc Lương. Thời gian trước đây một mình anh đã giết chết 9 vị chiến thần, còn tiêu diệt 50.000 binh sĩ của 5 quốc gia. Nhân vật tầm cỡ ngút trời như vậy làm sao ông ta có thể nghĩ tới được? Tiêu Chính Văn cau mày, cúi xuống nhìn Bạch Khải Hằng đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, ông là một thượng tướng 3 sao cao quý, cũng là một vị chuẩn chiến thần 1 sao tôn kính, lại dám nhúng tay vào chuyện thế tục. Còn dám dùng thân phận và địa vị để uy hiếp tôi. Nếu như hôm nay tôi không phải là vua Bắc Lương phải chăng đã chết trong đại viện nhà họ Bạch rồi. Chuyện này, tôi không dám. Không dám, vi chức biết sai rồi, cầu xin vua Bắc Lương tha cho. Bạch Khải Hằng cúi đầu xuống thấp hơn. Hừ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn Bạch Triển Hùng, người đã tím tái mặt mũi vì sợ hãi. Phịch một tiếng. Long Nhị buông Bạch Triển Hùng ra, hai đầu gối ông ta mềm nhũn, vẻ mặt kinh hãi tột độ, quỳ rạp trên đất. Cậu là vua Bắc Lương. Bạch Triển Hùng dường như dùng hết sức lực để hỏi câu này. Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn ông ta, nói, ông không tin à. Phịch, Bạch Triển Hùng vội vàng quỳ xuống đất, khóc lóc van xin tha mạng, tôi biết sai rồi, cầu xin vua Bắc Lương giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi, tha cho nhà họ Bạch, sau này tôi không dám nữa. Lúc này Bạch Triển Hùng túa đầy mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ông ta hoảng sợ vô cùng. Ai mà ngờ được, đứa con ngu dốt của mình lại đắc tội với vị vua Bắc Lương khí thế ngút trời này chứ? Đây chẳng phải là cái họa diệt vong sao? Lúc đó, Bạch Triển Hùng đã cảm nhận được cái chết đang tới gần rồi. Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nhìn Bạch Triển Hùng nói, Bạch Triển Hùng, ông phái 3 cao thủ quân vương cấp 3 sao tới ám sát vợ con tôi. Ông đã biết tội chưa? Bùm! Câu nói này khiến trái tim của Bạch Triển Hùng như nổ tung. Ông ta run rẩy gật đầu nói, tôi biết tội rồi, cầu xin chủ soái tha mạng, tôi nhất thời hồ đồ, cầu xin chủ soái giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Nói xong, Bạch Triển Hùng liên tục dập đầu trên mặt đất đến khi máu túa ra đầy trán. Hoảng sợ! Thực sự hoảng sợ! Người trước mặt chính là vị chủ soái tôn kính của Hoa Quốc. Muốn cái mạng của ông ta hoàn toàn chỉ cần một câu nói. Thậm chí, muốn tiêu diệt cả nhà họ Bạch cũng chỉ cần một cái hất tay mà thôi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lạnh lùng nói, tội chết có thể tránh, nhưng tội sống không thể thoát. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả tài sản của nhà họ Bạch sẽ thuộc về Bắc Lương. Bạch Triển Hùng và toàn bộ người nhà họ Bạch đều phải rút lui khỏi tỉnh. Tiêu Chính Văn cũng không phải kẻ thích giết người, dù sao đây cũng là tỉnh. Làm ồn ào quá mức cũng không tốt lắm. Nghe thấy vậy, toàn thân Bạch Triển Hùng run lên, hai mắt xám xịt. Xong rồi, nhà họ Bạch xong rồi. Tuy nhiên, ông ta chỉ có thể run rẩy quỳ trên mặt đất, nói vâng, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của chủ soái. Nói xong câu này, Bạch Triển Hùng như già thêm mấy chục tuổi, tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, ánh mắt thất thần. Lúc này, Tiêu Chính Văn xoay người lại. Nhìn Bạch Khải Hằng cũng đang quỳ trên mặt đất, nói, còn vấn đề của ông, tôi sẽ nói với Hắc Long, để ông ta tự mình quyết định. Dù sao ông cũng không phải thuộc hạ của tôi.
Nếu như ông là thuộc hạ của tôi thì hôm nay ông đã tàn phế từ lâu rồi. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước ra khỏi đại viện nhà họ Bạch. Sau khi anh rời đi, Bạch Khải Hằng ngồi sụp xuống đất, mồ hôi nhễ nhại. Xong rồi. Sự nghiệp của ông ta hoàn toàn kết thúc rồi. Đêm nay, nhà họ Bạch xảy ra một cơn chấn động. Ngày hôm sau, tin tức về sự thay đổi chấn động của nhà họ Bạch đã lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ ở tỉnh, giống như một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Khắp các ngõ ngách con hẻm đều đang bàn tán về chuyện nhà họ Bạch. Mẹ kiếp, không phải chứ, trong một đêm mà nhà họ Bạch đều đã rút khỏi tỉnh rồi à? Không phải đâu, nghe nói nhà họ Bạch đắc tội với một nhân vật lớn thần bí. Trong một đêm tất cả tài sản đã bị tịch thu, tất cả mọi người nhà họ Bạch đều chạy trốn khỏi tỉnh. Nhà họ Bạch không phải có một chiến thần sao? Sao lại rơi vào kết cục như thế này? Ha ha, chiến thần. Nghe nói, chiến thần đó đã bị chủ soái Hắc Long của chiến khu Nam Lĩnh cách chức và đuổi khỏi chiến tuyến rồi. Trong thời gian ngắn, sóng gió nổi lên ở tỉnh. Tin tức về nhà họ Bạch cũng đã truyền tới Thu Hà, truyền tới tai nhà họ Khương. Bố, bố, tin tốt đây, tin cực tốt đây. Mới sáng sớm, Khương Mỹ Nghiên đã vội vàng chạy vào phòng làm việc của Khương Văn Kỳ, vẻ mặt tràn đầy phấn khích. Khương Văn Kỳ cau mày hỏi, tin tức tốt gì vậy? Đang ở công ty sao lại hò hét ầm ĩ thế? Thực sự là tin tốt, bây giờ đều đã lan truyền khắp Thu Hà rồi. Nhà họ Bạch ở tỉnh vì đắc tội với một nhân vật lớn thần bí, trong một đêm, tất cả mọi người đều đã rời khỏi tỉnh rồi. Khương Mỹ Nghiên vui mừng hét lên. Gì cơ, chuyện này là thật sao? Khương Văn Kỳ kích động hỏi. Khương Mỹ Nghiên gật đầu nói, chính xác 100%. Còn lên cả bản tin thời sự rồi. Hơn 36 người nhà họ Bạch đều đã rời khỏi tỉnh. Toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Ngay cả chiến thần của nhà họ Bạch cũng đã bị cách chức rồi. Nghe thấy vậy, trên mặt Khương Văn Kỳ tràn đầy vui mừng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói tốt, tốt lắm. Như vậy nhà họ Khương chúng ta mới có thể yên tâm được. Con vừa nói nhà họ Bạch đắc tội với một nhân vật lớn thần bí. Là ai vậy? Khương Văn Kỳ đột nhiên hỏi. Khương Mỹ Nghiên cau mày, lắc đầu nói con cũng không biết nữa, không có chút tin tức nào, tuy nhiên. Dựa theo thông tin mà bạn bè ở tỉnh của con cung cấp, nhân vật lớn đó hình như là người của chiến khu, chức vụ còn cao hơn cả chiến thần của nhà họ Bạch đấy. Khương Văn Kỳ nghe thấy vậy liền cau mày, nói, địa vị còn cao hơn chiến thần nhà họ Bạch. Đáng sợ quá. À đúng rồi, bố à, bố nói xem liệu có phải là bởi vì Tiêu Chính Văn không, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên hỏi. Tiêu Chính Văn. Khương Văn Kỳ nhíu mày. Sau đó cười khẩy, làm sao có thể là cậu ta được? Cậu ta làm gì có bản lĩnh đó? Được rồi, nếu sự việc nhà họ Bạch đã vô tình được giải quyết xong, ngày mốt chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ thôi. Vừa nghĩ tới việc hai ngày sau nửa số người tiếng tăm của Tu Hà này sẽ xuất hiện trong hôn lễ của con gái, Khương Văn Kỳ tràn đầy hưng phấn. Hai ngày sau là ngày thành hôn của con gái trưởng nhà họ Khương, Khương Mỹ Nghiên. Vô số các biển quảng cáo ở Tu Hà đều được treo ảnh cưới của Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp. Đồng thời, nhà họ Khương cũng đã thuê khách sạn Vân Thiên xếp thứ hai Tu Hà và mời vô số khách quý đến dự. Toàn bộ khách sạn Vân Thiên được trang hoàng đèn sáng rực rỡ, thảm đỏ dài trước khách sạn hơn 100 mét, ô tô sang trọng tiến tới cửa. Sau đó đám khách mời mặt mày hăm hở bước xuống, còn có các đối tác hợp tác của nhà họ Ngô từ nơi khác đến. Có thể nói khách sạn Vân Thiên hôm nay sôi động vô cùng. Bọn họ đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Tu Hà. Còn Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp mặc đồ cô dâu chú rể, vui mừng đứng đón tiếp khách ở cửa. Khương Mỹ Nghiên hôm nay là người tỏa sáng và rực rỡ nhất trong đám đông. Cô ta mặc chiếc váy trắng trắng được đính kim cương, đứng đón khách ở cửa, mỉm cười e lệ. Chiếc váy cưới này được Ngô Khoan Nghiệp mua với giá 1 triệu. Nếu như không mời nhà thiết kế tới thiết kế váy cưới riêng, khiến cho Khương Mỹ Nghiên vui vẻ, cậu ta cũng không thể nở mày nở mặt được. Ái chà chà, Mỹ Nghiên à, hôm nay trông em đẹp quá. Là người hay là tiên nữ vậy? Chị Mỹ Nghiên, chiếc váy cưới này em từng nhìn thấy rồi, hình như tận hơn 1 triệu đấy, thiếu gia Ngô đối tốt với chị thật đấy. Trai tài gái sắc, chị Mỹ Nghiên và thiếu gia Ngô đúng là trời sinh một đôi. Đám bạn thân và bạn học cũ của Khương Mỹ Nghiên đứng bên cạnh, khen ngợi hết lời.
Khương Mỹ Nghiên cũng rất tận hưởng cảm giác này, cô ta hết cằm lên. Lúc này, cô ta vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở cổng khách sạn Hoàng Đình ở đối diện. Và người bước xuống xe chính là Khương Vi Nhan trong bộ váy cưới màu trắng. Chương 506, hôn lễ hoành tráng. Ngay lập tức, sắc mặt Khương Mỹ Nghiên xám như cho tàn. Khương Vi Nhan, sao cô ta lại tổ chức đám cưới ở khách sạn Hoàng Đình? Khách sạn Hoàng Đình là khách sạn 7 sao đầu tiên ở Tu Hà. Nếu không phải vì chi phí quá đắt, và cần thẻ hội viên đặc biệt mới có thể đạt được thì hôn lễ hôm nay của Khương Mỹ Nghiên cũng đã được tổ chức tại khách sạn Hoàng Đình rồi. Con đàn bà đáng chết Khương Vi Nhan sao lại được tổ chức đám cưới ở đó chứ? Ngay lập tức, Khương Mỹ Nghiên bỏ đi, cô ta tức giận đùng đùng lao về phía đối diện, đứng trước mặt Khương Vi Nhan, châm chọc nói, Khương Vi Nhan, không ngờ cô lại tổ chức hôn lễ mù thật. Lại còn cố ý tổ chức ở phía đối diện tôi, muốn chọc giận tôi đúng không? Khương Vi Nhan lúc này vẫn còn chút sững sờ, nhìn thấy Khương Mỹ Nghiên hùng hổ xông tới, cô vội vàng nói, chị Mỹ Nghiên, em cũng không biết là ở đây, Tiêu Chính Văn bảo em tới. Tiêu Chính Văn, Khương Mỹ Nghiên hét ầm lên, sau đó hừ lạnh, cười chết tôi mất thôi. Khương Vi Nhan, mở to cái mắt ra mà nhìn xem đây là ở đâu. Là khách sạn Hoàng Đình đấy, là khách sạn đắt nhất ở Tu Hà Đất, muốn tổ chức hôn lễ ở đây phải là thành viên đặc biệt. Cô nghĩ con chó hoang Tiêu Chính Văn đó có tư cách để tổ chức hôn lễ cho cô ở đây sao? Lúc này, đám bạn thân và bạn cũ của Khương Mỹ Nghiên cũng vội vàng lao tới chế giễu. Đây là Khương Vi Nhan à? Tôi nhìn trông cũng chả ra sao, trông như quả dưa hấu ấy nhỉ? Ha ha, bộ váy cưới cô ta đang mặc sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Không phải là hàng rác rưởi mấy trăm tệ đấy chứ? Dám xuất hiện ở đám cưới của chị Mỹ Nghiên? Đúng là không biết trong đầu nghĩ gì, còn không mau chóng cút đi. Trước sự khinh thường và mắng nhiếc của mọi người, Khương Vi Nhan gần như sắp khóc đến nơi. Bây giờ cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, một đội trang điểm chuyên nghiệp đã đến trang điểm cho cô ấy vào sáng sớm, sau đó một tài xế đã lái xe đưa cô ấy đến đây. Cô quay đầu nhìn khách sạn Hoàng Đình sau lưng, trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Lẽ nào là do tài xế nhầm đường sao? Nghĩ vậy. Khương Vi Nhan vội vàng nói với tài xế trong xe, anh tài xế à, hình như chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Tài xế nghiêm túc nói, cô Khương, chính là ở đây, không đến nhầm đâu. Nghe thấy vậy, đám người Khương Mỹ Nghiên đều phá lên cười, nói, ha ha ha, đúng là nực cười. Cô nhìn xem, khách sạn Hoàng Đình này làm gì có chút không khí hôn lễ nào. Khương Vi Nhan, có khi cô bị Tiêu Chính Văn lừa rồi cũng nên. Tôi khuyên cô, đừng ở đây mất mặt nữa. Mau cởi bộ áo cưới rác rưởi trên người ra đi. Con chó hoang Tiêu Chính Văn đó biết mình khoác lác quá đà nên chạy trước rồi chăng? Nếu không tại sao anh ta không đến? Đám người Khương Mỹ Nghiên không ngừng cười cợt và chế giễu. Tại lối vào của khách sạn Vân Thiên, những người còn lại của nhà họ Khương và nhà họ Ngô sau khi nghe tin cũng nhanh chóng tiến tới xem xét tình hình. Sau đó, tất cả đều nhìn Khương Vi Nhan cô đơn lẻ bóng với vẻ chế nhạo và giễu cợt. Trò cười, tên Tiêu Chính Văn đó còn muốn so đo tổ chức hôn lễ với thiếu gia Ngô sao? Nhìn xem, đến cái thảm đỏ cũng không có, chẳng lẽ bọn họ định kết hôn ở cổng khách sạn Hoàng Đình luôn sao? Ha ha ha, quá đáng thương rồi, đúng là không biết nhà họ Khương nghĩ thế nào mà lại gả Khương Vi Nhan cho con chó hoang Tiêu Chính Văn đó. 7-8 cái mồm không ngừng mỉa mai. Khương Vi Nhan nóng bừng cả mặt, nóng lòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Quá mất mặt. Ngay cả Từ Phân và Khương Học Bác đang đứng trong đám đông lúc này cũng lắc đầu thở dài. Bọn họ sợ bị chê cười, thậm chí còn không đi dự đám cưới của con gái mà đến dự đám cưới của Khương Mỹ Nghiên. Lúc này, Khương Vi Nhan nhìn Từ Phân và Khương Học Bác bằng ánh mắt cầu cứu, nhỏ giọng nói, bố, mẹ, Khương Học Bác lập tức lắc đầu xoay người rời đi. Từ Phân tức giận mắng chửi một câu, cô đừng có nhìn tôi. Tôi không phải mẹ cô, thật là xấu hổ, nhưng... Khi mọi người đang cợt nhả chế giễu thì hàng chục nam nữ mặc đồ màu đỏ bất ngờ lao ra cửa khách sạn Hoàng Đình. Thảm đỏ lập tức được bày ra ngay trước mặt bọn họ. Thậm chí thảm đỏ còn được trang trí bằng những sợi tơ vàng. Cùng lúc đó, một tấm áp phích đám cưới khổng lồ rơi xuống từ trên đầu lối vào của toàn bộ khách sạn Hoàng Đình cao chục tầng. Trên poster là hình ảnh tuyệt đẹp của đôi vợ chồng Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn.
Cửa ra vào và cửa sổ của khách sạn cũng được treo những chùm bóng bay đủ màu sắc rực rỡ, thậm chí trên đỉnh tòa nhà còn có những quả khinh khí cầu khổng lồ bay lơ lửng, trên đó cũng là ảnh cưới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều thấy sốc. Chuyện gì thế này? Khương Vi Nhan cũng sững sờ, cô vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, giám đốc của khách sạn Hoàng Đình đã đứng trước mặt Khương Vi Nhan, nở nụ cười thân thiện, cung kính nói, cô Khương, xin cô chờ một chút, đội đón tiếp sẽ lập tức tới đây. Đón tiếp, mỗi mình cô ta mà cần một đội đón tiếp. Khương Mỹ Nghiên thấy vậy giận dữ hét lớn, có nhầm lẫn không vậy? Một con đàn bà bị ổ như cô ta dựa vào đâu mà tổ chức đám cưới ở khách sạn Hoàng Đình chứ? Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp đang mặc vest đi tới, nhìn giám đốc của khách sạn Hoàng Đình, hỏi, giám đốc Lý, trước đây tôi đã tới để hẹn lịch, nhưng ông nói với tôi, khách sạn đã được một nhân vật lớn bí ẩn bao trọn rồi. Sao bây giờ lại như này, không phải ông định nói với tôi, nhân vật lớn đó chính là Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đấy chứ? Đùa chứ? Bọn họ là cái thá gì? Giám đốc của khách sạn Hoàng Đình lạnh lùng nhìn Ngô Khoan Nghiệp, nói, thiếu gia Ngô, hôm nay là ngày khách sạn Hoàng Đình chúng tôi tổ chức hôn lễ cho cô Khương đây, xin cậu hãy chú ý lời nói của mình. Nói xong, hàng chục vệ sĩ được đào tạo bài bản mặc bộ vest đen nhanh chóng lao ra lối vào của khách sạn Hoàng Đình. Trên ngực bọn họ đều cài một bông hoa màu đỏ nhưng trong tay lại cầm gậy chống bạo động, lập tức bao vây đám người Ngô Khoan Nghiệp lại. Thấy vậy, Ngô Khoan Nghiệp tức giận, đưa đám người Khương Mỹ Nghiên quay trở lại cửa khách sạn Vân Thiên. Bọn họ đi hết chỉ còn lại mình Khương Vi Nhan ở lối vào của khách sạn Hoàng Đình, trông cô đơn đến đáng thương. Nhìn thấy cảnh này, những vị khách quý đến dự đám cưới của Khương Mỹ Nghiên đều lắc đầu chế nhạo. Chẳng mấy chốc, hàng trăm nhân vật tiếng tăm của Tu Hà đã tập trung ở cửa khách sạn Vân Thiên, ngược lại, ở lối vào của khách sạn Hoàng Đình chỉ có mỗi mình Khương Vi Nhan bơ vơ đứng đó. Khương Mỹ Nghiên lập tức hét lớn, Khương Vi Nhan, không phải nói có đội chào mừng sao? Người đâu, mấy giờ rồi mà sao Tiêu Chính Văn vẫn chưa tới? Cười chết thôi, nhất định là bị đám cưới hoành tráng của chị Mỹ Nghiên và thiếu gia Ngô dọa cho sợ chạy mất dép rồi. Đúng là mất mặt mà, thể diện của nhà họ Khương đều đã bị cô ta làm mất hết rồi. Nghe thấy lời mắng mỏ chế giễu của những người xung quanh, Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, bọn họ càng chửi hăng, cô ta càng thấy vui. Đương nhiên hôm nay cô ta phải là cô dâu tỏa sáng nhất Tu Hà. Còn Khương Vi Nhan chỉ là một con hề mà thôi. Lúc này, Khương Vi Nhan một mình đứng ở trước cửa khách sạn Hoàng Đình, cô rất ấm ức, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc váy cưới. Cô muốn chạy trốn, nhưng cô vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn. Không cần đội chào mừng cũng được, chỉ cần anh xuất hiện là được rồi. Tiêu Chính Văn, anh thực sự chạy trốn rồi sao? Khoảnh khắc đó, Khương Vi Nhan tủi thân vô cùng, nước mắt lăn dài trên má. Đối mặt với sự chế giễu và chửi mắng của mọi người, cô thật sự không thể kiềm chế được nữa, cắn chặt môi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng gầm lớn rung chuyển đất trời vang vọng từ xa tới gần. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, từ từ ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy ở cuối con đường có 6 làn xe, 8 chiếc xe bọc thép mở đường phía trước, theo sau là những chiếc xe sang trọng vô cùng, đang từ từ tiến về phía khách sạn Hoàng Đình. Không biết từ bao giờ, hai bên đường đã được treo hàng trăm lễ pháo màu đỏ rực. Chương 507, đại diện của 1000 thành phố bằng bằng bằng. Ngay lập tức, lễ bắn súng chào mừng bằng 100 viên đạn vàng vang lên ầm ầm. Ánh mắt của tất cả mọi người đã bị thu hút qua đó. 100 tiếng súng làm rung chuyển cả Tu Hà. Ánh sáng rực rỡ chói mắt khiến bầu trời Tu Hà được tô điểm sáng bừng lên. Trời ơi! Ở Tu Hà dùng nghi thức của lễ bắn súng chào mừng để bắn pháo hoa kìa. Thiếu gia Ngô, cậu chơi trội quá. Chuyện này không phải có tiền là làm được, mà phải có thế lực lớn chống đỡ. Ngầu quá, ông Khương, cháu rể của ông đúng là không hề tầm thường. Nghe lời chúc mừng của mọi người, Khương Thái Sương và đám người nhà họ Khương đều ngỡ ngàng mù tịt. Bao gồm cả người được nhắc đến là Ngô Khoan Nghiệp cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Cậu ta làm gì có tiền để tổ chức lễ bắn súng chào mừng 100 phát đạn như vậy chứ? Còn đoàn xe bọc thép này và đoàn xe sang trọng xếp hàng không thấy điểm cuối kia nữa, đều không phải do cậu ta bày ra. Mà lúc này, Khương Mỹ Nghiên rất kích động nắm tay Ngô Khoan Nghiệp, cười nói, chồng à. Đây là bất ngờ anh dành cho em phải không? Em thích quá đi mất,
Ngô Khoan Nghiệp nhếch miệng, có vẻ như bây giờ không nhận cũng không được. Em thích không? Ngô Khoan Nghiệp hỏi. Thích, yêu anh chết đi được, Khương Mỹ Nghiên đáp, sau đó quay sang nói với Khương Vi Nhan, Khương Vi Nhan, cô thấy chưa? Đây là bất ngờ mà chồng tôi dành cho tôi đấy. Tiêu Chính Văn đâu? Sao vẫn chưa đến vậy? Sẽ không để cô kết hôn một mình đấy chứ? Nghe thấy những lời này, trong lòng Khương Vi Nhan đang mong chờ lập tức cảm thấy hụt hẫng. Cô vốn cho rằng, những thứ này đều là vì cô, nhưng bây giờ xem ra là không phải vậy. Mắt thấy những đoàn xe lớn nối đuôi nhau qua mặt mọi người đi về phía này. Những nhân vật có máu mặt mặc vest đi giày ra bước xuống từ mấy chiếc xe sang trọng. Những người này đều là nhân vật đại diện cho 1000 thành phố của Hoa Quốc. Ngày hôm nay, bọn họ đến đây chúc mừng đám cưới của chủ soái Hoa Quốc. Trời ơi, đó chẳng phải là người giàu có nhất tỉnh Hán sao? Nhà họ Khương và nhà họ Ngô lại có thể mời được người giàu có nhất tỉnh Hán ư? Vãi trưởng, mau nhìn đi, đó là thiếu gia nhà họ Triệu phải không? Nhà họ Triệu ở Long Kinh. Trời ạ! Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn là nhân vật lớn, nhân vật có máu mặt hết cả đấy. Bỗng chốc, âm thanh kinh ngạc của mọi người như thủy triều dâng lên. Sắc mặt Ngô Khoan Nghiệp và tất cả người nhà họ Khương cũng đều cực kỳ kinh hãi. Những người trước mắt đều là nhân vật đại diện của các thành phố trong Hoa Quốc. Phóng tầm mắt nhìn ra xa. Có đến 1000 thành phố. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Mỹ Nghiên đờ đẫn, lúc này cũng biết chuyện này không hề bình thường chút nào. Chồng ơi, chuyện này, đây không phải là do anh bày ra đấy chứ? Khương Mỹ Nghiên không tự tin hỏi, nuốt nước bọt ừng ực. Phía sau, Khương Thái Sương và đám người Khương Văn Kỳ cũng tròn mắt đợi chờ câu trả lời của Ngô Khoan Nghiệp. Đại diện của 1000 thành phố đến chúc mừng lễ cưới. Nhà họ Khương được nở mày nở mặt ở Tu Hà, thậm chí là cả Hoa Quốc rồi đấy. Nhưng lúc này Ngô Khoan Nghiệp đã túa đầy mồ hôi lạnh, cậu ta muốn nhận nhưng lại không dám. Đội hình lớn mạnh như thế, đủ để giết tất cả trong một giây. Anh cũng không rõ nữa, nhà họ Ngô của anh không có thực lực như vậy. Ngô Khoan Nghiệp cũng không ngốc, có những chuyện không thể nhận bừa. Nghe thấy vậy, Khương Mỹ Nghiên sững sờ, đám người nhà họ Khương và những khách quý ở Tu Hà cũng ngây ngốc theo. Không phải đến chúc mừng đám cưới của Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp, vậy thì họ đến đây làm gì? Không thấy trên ngực bọn họ đều cài một bông hoa hồng nhỏ sao, vãi trưởng. Chẳng lẽ đến mừng đám cưới của Khương Vi Nhan? Lúc này, trong đám người, không biết ai đã cất giọng thốt lên một câu. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Không, không thể nào. Sao Khương Vi Nhan lại có tư cách mời 1000 đại biểu từ các thành của Hoa Quốc đến mừng đám cưới của cô ta, nhưng mà... Vừa dứt lời. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, đại diện của 1000 thành phố lại thực sự bước về phía khách sạn Hoàng Đình. Sau đó, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của đám khách mời, họ bước đến trước mặt Khương Vi Nhan nói, chúc mừng đám cưới của phu nhân. Ầm ầm ầm, lễ bắn súng chúc mừng một lần nữa lại vang lên. Đột nhiên, trên đầu mọi người có 8 chiếc máy bay chiến đấu bay ngang qua bầu trời, kéo theo biểu ngữ khổng lồ. Trên biểu ngữ được viết, chiến khu Nam Lĩnh. Chúc mừng đám cưới của chú rể Tiêu Chính Văn và cô dâu Khương Vi Nhan. Chiến khu Đông Nguyên, chúc mừng đám cưới của chú rể Tiêu Chính Văn và cô dâu Khương Vi Nhan. Chiến khu Tây Kinh, chúc mừng đám cưới của chú rể Tiêu Chính Văn và cô dâu Khương Vi Nhan. Chiến khu Long Kinh, chúc mừng đám cưới của chú rể Tiêu Chính Văn và cô dâu Khương Vi Nhan. Chiến khu Bắc Lương, chúc mừng đám cưới của chú rể Tiêu Chính Văn và cô dâu Khương Vi Nhan. Năm chiến khu lớn đồng thời chúc mừng. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Năm chiến khu lớn cùng nhau chúc mừng. Trời ạ, tôi đã thấy gì thế kia? Năm chiến khu lớn đó. Đây là đám cưới gì vậy? Trước nay ở Hoa Quốc, đám cưới của ai mà đã từng được năm chiến khu lớn cùng nhau chúc mừng chứ? Đây chẳng phải là quốc hôn sao? Nhân vật nữ chính là Khương Vi Nhan lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Cô vô cùng sợ hãi khi nhìn những việc xảy ra trước mắt, những người này đều là những ông lớn của 1000 thành phố ở Hoa Quốc đấy. Đồng thời, trong biệt thự Thương Hải số 1, Tiêu Chính Văn mặc quân phục 5 sao của chủ soái Hoa Quốc, trên vai gắn quốc huy rực rỡ của Hoa Quốc, thắt lưng đeo thanh kiếm Thương Long một trong 5 vũ khí lớn của Hoa Quốc. Thanh kiếm này, trên để giết hôn quân, dưới để chém gian thần.
chỉ có chủ soái 5 sao của Hoa Quốc mới có tư cách đeo nó. Sau lưng là 8 vị long tướng của Bắc Lương, cũng đồng thời mặc trên người quân phục màu xanh lá sẫm, trên tay cầm hộp gấm bọc vải đỏ, vẻ mặt phấn khởi và vui mừng. Hôm nay là đám cưới của chủ soái. Bọn họ đều là phù rể. Xuất phát. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên sự kiên định, nhấc bước rời khỏi biệt thự. Vi Nhan, anh đến cưới em đây. Một hàng 9 người, ngồi trên 9 chiếc xe long kỳ có treo lá cờ của Hoa Quốc sớm đã đậu ở đây. Những chiếc xe long kỳ này chỉ xuất hiện trong lễ duyệt binh của Hoa Quốc mà thôi. Mỗi đầu chiếc xe đều gắn hoa hồng đỏ tươi. 9 chiếc xe long kỳ thong thả rời khỏi biệt thự Thương Hải số 1, sau đoàn xe là 3.000 tướng quân tinh nhuệ phá long của Bắc Lương. Tất cả đều mặc quân phục xanh lá sẫm và mang theo súng. Ngồi vào trong xe, Tiêu Chính Văn hỏi, những người khác sắp xếp thế nào rồi? Long Nhất đã khỏi bệnh, lúc này vô cùng cung kính trả lời, chủ soái, 3.000 đại quân Bắc Lương, ngày hôm qua đã tập hợp cách vùng ngoại ô của Tu Hà 10 dặm. Bởi vì trong tỉnh không thể tập hợp quá nhiều, vậy nên, bọn họ đã được sắp xếp theo dõi buổi phát sóng trực tiếp, chúc mừng đám cưới của chủ soái. Ừ, Điện Thần Long thì sao? Tiêu Chính Văn lại hỏi. 3.000 cường giả của Điện Thần Long cũng đã vào thành phố, lúc này chắc là đã đến khách sạn Hoàng Đình rồi ạ. Đại diện của 1.000 thành phố cũng đã đến rồi. Ngoài ra, Tứ Lão Long Các và 4 vị chủ soái của Tứ Đại Chiến Khu cũng sẽ gặp mặt trong buổi phát sóng trực tiếp, cùng chúc mừng đám cưới của chủ soái. Long Nhất kích động nói. Tốt, Tiêu Chính Văn gật đầu. Hôm nay, anh phải khiến Khương Vi Nhan trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Nhận được hàng ngàn hàng vạn lời chúc của nhân dân Hoa Quốc. Đồng thời, anh cũng muốn công bố với toàn thể mọi người, Tiêu Chính Văn anh chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, mà Khương Vi Nhan của anh chính là vợ của chủ soái. Khách sạn Hoàng Đình. Chân tay Khương Vi Nhan lóng nga lóng ngóng nhìn 1.000 vị đại biểu trước mặt. Đây đều do Tiêu Chính Văn sắp xếp sao? Vừa nãy, 5 chiến khu lớn đến chúc mừng, cũng là do Tiêu Chính Văn sắp xếp à? Sao Tiêu Chính Văn có thể có năng lực như vậy? Đây là điều không chỉ Khương Vi Nhan nghi ngờ, mà cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt trước cửa khách sạn Vân Thiên đều ngờ vực. Tiêu Chính Văn là ai? Lúc này đã trở thành câu hỏi trong đầu mọi người. Mà lúc này, ở cuối phố, 9 chiếc xe long kỳ đón dâu chậm rãi xuất hiện. Âm thanh cộp 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 cũng vang lên như sấm. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn ra bên ngoài, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Vãi! Binh lính, xe đón dâu treo lá cờ Hoa Quốc. Ôi trời ơi, tôi đã thấy cái gì kia? Biển số xe của chiếc xe long kỳ kia là xe số 1 của chiến khu Bắc Lương phải không? Trời ạ, vua Bắc Lương đích thân đến chúc mừng đám cưới của bọn họ sao? Chương 508, anh ấy là vua Bắc Lương thật, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. 9 chiếc xe long kỳ tới đón dâu. Đằng sau còn có 3.000 binh lính được trang bị vũ trang. Đã bao giờ bọn họ được chứng kiến cảnh tượng như này đâu? Đám người Ngô Khoan Nghiệp và Khương Mỹ Nghiên ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra, hai mắt mở to, hoàn toàn không thể tin nổi. Đây không phải là đội ngũ đón dâu của Tiêu Chính Văn đấy chứ? Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải anh ta là một con chó hoang à? Tại sao có thể bày ra cục diện lớn thế này chứ? Năm chiến khu lớn chúc mừng cô dâu. Xe long kỳ làm xe đón dâu, còn có xe số 1 của chiến khu Bắc Lương, lúc này, tất cả mọi người đều hoài nghi, rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai. Trước cửa chính khách sạn Hoàng Đình, Khương Vi Nhan khoác trên mình chiếc áo cưới màu trắng thuần khiết, đứng trước mặt rất nhiều nhân vật lớn của 1.000 thành phố, vô cùng kích động, ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía đội ngũ đón dâu đang chậm rãi tiến tới. Cùng lúc này, tất cả bảng hiệu quảng cáo trên đường phố Tu Hà đều đổi thành ảnh cưới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Tất cả các kênh thông tin, còn có các đơn vị livestream cũng xuất hiện ngay lập tức, tiến hành phát sóng trực tiếp. Màn hình điện tử cỡ lớn đột nhiên xuất hiện giữa không trung, cố định bởi 2 chiếc trực thăng. Lúc này, trong màn hình đang phát sóng cảnh tượng 1.000 thành phố Hoa Quốc chúc mừng đám cưới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. 1.000 thành phố, các con đường đều là ảnh cưới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. 1.000 thành phố, tất cả nhân dân đều bước ra đường để chúc mừng hôn lễ. 1.000 thành phố, pháo hoa rập trời, lung linh rực rỡ. Đám cưới giống như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử của cả Hoa Quốc.
Đồng thời, trong màn hình xuất hiện cảnh tượng tứ lão Long Các, còn có bốn chủ soái chiến khu của Hoa Quốc cùng nhau chúc mừng đám cưới. Cảnh tượng này vừa hiện ra, đám đông đều trở nên kinh ngạc. Tứ lão Long Các đó, bốn chủ soái đó, vậy mà lại xuất hiện trên màn hình, chúc mừng đám cưới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Trong khoảnh khắc đó, đám người nhà họ Khương đứng sau lưng Ngô Khoan Nghiệp đều bị dọa sợ khiếp vía, cả người run lẩy bẩy. Sao có thể như thế? Rốt cuộc anh ta là ai? Có phải chúng ta làm sai gì rồi không? Tứ lão Long Các và bốn chủ soái, trên đời này liệu còn ai có thể nhận được đãi ngộ lớn như thế chứ? Gần như trong nháy mắt, trong lòng tất cả mọi người đều dâng trào cảm giác kinh sợ không thôi. Tiêu Chính Văn chính là vua Bắc Lương. Mà lúc này, đội ngũ đón dâu đã dừng lại trước cửa lớn khách sạn Hoàng Đình. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn, trông thấy cửa xe chậm rãi mở ra. Xuất hiện đầu tiên là tám tướng quân mặc quân phục chỉnh tề. Đều là tướng quân mang quân hàm cấp 3 sao. Trên tay đều cầm hộp gấm phủ vải đỏ. Là tám tướng quân cấp 3 sao đó. Mấy người này vừa bước ra đã khiến cho những người đang đứng trước cửa khách sạn Vân Thiên hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, dưới ánh mắt rực lửa của mọi người, Tiêu Chính Văn mặc bộ quân phục hoa văn rồng xanh bước xuống khỏi xe đón dâu. Rồng vàng năm vuốt, cuộn mình uy nghiêm. Quốc trương Hoa Quốc hình năm ngôi sao lấp lánh trên vai. Chiếc mũ quân đội in hình rồng đang đội trên đầu càng khiến cho người ta phải nể sợ. Thắt lưng đeo thanh kiếm thương long màu đen thuần, mang theo khí thế vô cùng bức người. Quân phục hoa văn rồng xanh, là quân phục hoa văn rồng xanh đó. Còn có năm vuốt rồng vàng, đây là quân phục của vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương sao? Ầm ầm. Bây giờ đám người này mới nhận ra quân phục trên người Tiêu Chính Văn, hoàn toàn kinh sợ và kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không dám tin con chó hoang nhà họ Tiêu lại là vua Bắc Lương có quyền lực lớn mạnh nhất Hoa Quốc. Sắc mặt đám người nhà họ Khương đã hoàn toàn tái nhợt. Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động hoàn toàn. Tiêu Chính Văn mà bọn họ khinh thường lại là chủ soái Bắc Lương thống lĩnh 300.000 tướng sĩ Bắc Lương. Là vị long soái cấp 5 sao đầu tiên tính đến thời điểm này của Hoa Quốc. Trời đất ơi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà lúc này, Tiêu Chính Văn cầm bó hoa tươi, từng bước đi qua biển người, tiến về phía Khương Vi Nhan hai mắt lúc này đã đong đầy nước mắt. Khoảnh khắc này, Khương Vi Nhan đang thật sự hạnh phúc. Cô xinh đẹp diễm lệ, hai mắt ngấn nước, tay che cái miệng nhỏ, nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang mặc quân phục bước về phía mình. Khoảnh khắc đó, anh chính là bạch mã hoàng tử cả đời này của cô. Là sự mong ngóng cả đời này của cô. 100 bước này, mặc dù không dài, nhưng trong lòng hai người bọn họ giờ đây lại giống như đang vượt qua một khúc sông thật dài. Cuối cùng, Tiêu Chính Văn cũng bước đến trước mặt Khương Vi Nhan đã đầm đìa nước mắt, ánh mắt dịu dàng, lau đi nước mắt giúp cô, ấm áp cười nói, Vi Nhan, anh đến rồi, gả cho anh nhé. Anh vừa dứt lời. Đại diện của 1.000 thành phố đã cùng đồng loạt hô lên, gả cho anh ấy. Gả cho anh ấy, 3.000 tướng sĩ Bắc Lương cũng giơ cao họng súng, cùng đồng thanh hô lên, gả cho anh ấy. Màn hình điện tử cỡ lớn đang treo giữa không trung cũng phát sóng trực tiếp cảnh tượng đồng thanh hô vang của 300.000 tướng sĩ Bắc Lương khắp cả Tu Hà. Khoảnh khắc này, dù là ở trong thành phố cũng có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng hô của 300.000 tướng sĩ, giống như tiếng sấm vang dội khắp không gian. Đồng thời, 3.000 cường giả của Điện Thần Long cũng đột nhiên xuất hiện tại các ô cửa sổ của khách sạn Hoàng Đình, trên tay cầm theo hoa tươi và băng rôn, đồng thanh hô lên, chủ mẫu, gả cho điện chủ đi. Khoảnh khắc này, cả không gian đều trào dâng không khí sục sôi. Khương Vi Nhan nhìn người đàn ông chín chắn trước mặt bằng đôi mắt đỏ hoe, dứt khoát gật đầu, nói, em đồng ý. Nói xong, cô liền nhào vào lòng Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bước lên trước. Giang rộng vòng tay, ôm lấy ngang eo Khương Vi Nhan rồi xoay liền mấy vòng tại chỗ. Đồng thời, từ phía sau đoàn người, hoa hồng đỏ mặc quân phục, bế theo Nana lúc này đang diện một chiếc váy công chúa xinh xắn, cùng nhau bước ra. Nana vui vẻ nhào về phía bọn họ, hô lên, bố, mẹ. Cảnh tượng vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, trước cửa khách sạn Vân Thiên, mặt mày Khương Mỹ Nghiên xám xịt. Sao có thể như thế được? Tại sao? Bây giờ, cô ta cảm thấy bản thân như một trò hề. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương sao?
là vị vua Bắc Lương cao xa vời vợi đó sao? Không chỉ mình cô ta, đám người nhà họ Khương cũng tỏ vẻ ủ ê. Tiêu rồi. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự là vua Bắc Lương, vậy thì trước đây bọn họ đối xử với anh như vậy, không phải sẽ bị ghi hận hay sao? Mà lúc này, Từ Phân kéo theo Khương Học Bác và Khương Thần, không buồn quan tâm tới ánh mắt của người nhà họ Khương và Khương Mỹ Nghiên, đi thẳng một mạch về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Con gái, bố mẹ đến chúc mừng con kết hôn, Từ Phân nở một nụ cười không biết xấu hổ. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Từ Phân. Chỉ một ánh mắt thôi cũng dọa cho Từ Phân run lẩy bẩy, vội vàng nói, Tiêu Chính Văn, cậu thật sự là chủ soái Bắc Lương sao? Vừa thốt câu này ra, bà ta đã cảm thấy những ánh mắt đầy sát khí bắn về phía mình từ bốn phía. Hỗn xược, chủ soái của chúng tôi sao có thể là giả chứ? Hoa hồng đỏ lạnh lùng đáp lời. Từ Phân sợ hãi, vội vàng lắc đầu giải thích, hiểu nhầm, là hiểu nhầm thôi, tôi đang hơi kích động quá mà, mẹ nó. Thật sự là vua Bắc Lương, trong lòng Từ Phân có thể nói là vui như nở hoa. Con rể của mình lại là vua Bắc Lương có quyền lực tối cao nhất Hoa Quốc bây giờ. Tiếp đó, bà ta vội vàng nói, con gái, mẹ xin lỗi, bố và mẹ không thể đến chúc mừng con ngay từ đầu, con cũng biết đấy, cả nhà bác cả con không cho phép bố mẹ qua đây. Khương Vi Nhan cười nhạt, nói, mẹ, con biết mà, mọi người có thể qua đây là con đã vui lắm rồi. Từ Phân dứt khoát gật đầu, nói, con gái ngoan, trước đây mẹ có lỗi với con, khiến cho con phải chịu nhiều ấm ức, con đừng trách mẹ nhé, nói xong, Từ Phân còn giả bộ lau nước mắt. Một lúc sau, Tiêu Chính Văn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Vi Nhan, chuẩn bị bước về phía khách sạn Hoàng Đình đón tiếp khách mời. Thế nhưng, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên xách váy cưới, tức giận xông tới, chỉ vào mặt Khương Vi Nhan rồi gào lên, Khương Vi Nhan. Cái con đàn bà đê tiện nhà mày, dựa vào đâu chứ, chương 509, đêm nay phải ngủ với nhau sao? Khương Mỹ Nghiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ cô ta đã bị cơn giận làm cho đầu óc u mê. Dựa vào đâu, mà một con đê hèn lại có một lễ cưới hoành tráng như vậy? Dựa vào đâu, mà chồng của cô ta có thể là chủ soái Bắc Lương có quyền thế ngút trời? Khương Mỹ Nghiên lao tới, vung tay tát vào mặt Khương Vi Nhan. Bốp, nhưng, cái tát này không chạm được vào mặt Khương Vi Nhan, ngược lại, Tiêu Chính Văn bảo vệ Khương Vi Nhan ở đằng sau lưng, lật tay tát cho Khương Mỹ Nghiên một cái rất mạnh, khiến cô ta ngã lộn nhào xuống đất, miệng bật máu. Cô tỉnh táo chưa vậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, đứng từ trên cao nhìn xuống Khương Mỹ Nghiên đang ngã dưới đất. Khương Mỹ Nghiên ôm gò má sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn. Rất lâu sau cô ta mới có phản ứng. Mình đang làm gì vậy? Bắt lấy. Hoa hồng đỏ lạnh lùng quát. Hai người lính cầm súng lập tức bắt lấy Khương Mỹ Nghiên đang ngồi dưới đất. Còn lúc này, Khương Văn Kỳ và Tiết Mai đã hồn vía lên mây, vội vàng chạy tới. Phịch. Hai người họ quỳ xuống đất, dập đầu kêu lên, tôi xin lỗi, Tiêu Chính Văn, xin cậu hãy tha cho con gái tôi, con bé cũng nhất thời giận quá mất khôn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ và Tiết Mai quỳ dưới đất, nói, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, nhà các ông tưởng tôi không dám giết người sao. Câu nói này khiến Khương Văn Kỳ đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt cầu xin, nói, Tiêu Chính Văn, chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai thật rồi. Trước kia chúng tôi không phải là người, xin cậu nể mặt chúng tôi cũng là người nhà họ Khương, là bác cả của Khương Vi Nhan. Mà tha cho chúng tôi, tha cho con gái tôi, dứt lời, Khương Văn Kỳ nước mắt giàn giụa, quay đầu nhìn Khương Vi Nhan, kêu lên, Vi Nhan, trước kia là bác không tốt, xin cháu hãy nói giúp, bảo Chính Văn thả Mỹ Nghiên ra, được không? Nhìn Khương Văn Kỳ đau đớn khóc lóc cầu xin, Khương Vi Nhan cũng thấy mềm lòng, cô kéo cánh tay Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói, chồng ơi, anh thả chị Mỹ Nghiên đi, dù gì chị ta cũng là chị họ của em, cũng không làm chuyện gì xấu. Hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng gây chuyện cười, Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn Khương Mỹ Nghiên đã sợ đến mức run lên bần bật ở bên cạnh, lạnh lùng nói, Khương Mỹ Nghiên, cô nên cảm ơn vợ tôi đã cầu xin giúp cô. Anh vừa dứt lời, Khương Mỹ Nghiên liền khuỵu gối quỳ xuống đất, dập đầu kêu lên, Vi Nhan, tôi xin lỗi, hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng,
kéo Khương Vi Nhan quay người bước vào khách sạn Hoàng Đình. Ở cửa, sắc mặt ba người nhà Khương Văn Kỳ xám như cho tàn quỳ dưới đất. Còn người nhà họ Khương, bao gồm cả Khương Thái Sương, đều vội vàng chuyển hết số quà mừng đã chuẩn bị cho Khương Mỹ Nghiên vào cửa khách sạn Hoàng Đình. Khương Mỹ Nghiên thấy thế thì kích động lao tới, ngăn bọn họ lại, hét lên, các người làm gì vậy? Những thứ này đều là của tôi, tuy nhiên. Khương Thái Sương chống gậy, lạnh lùng đáp, cái gì của cô chứ? Những thứ này đều dành cho cháu gái Vi Nhan yêu quý của tôi. Dứt lời, lão không màng đến sự ngăn cản của Khương Mỹ Nghiên, gọi bảo vệ kéo cô ta ra. Khương Mỹ Nghiên nước mắt nước mũi ròng ròng, nhìn từng món đồ được chuyển đến khách sạn Hoàng Đình, trong lòng vô cùng đau xót. Khoảnh khắc đó, cô ta mới là cô gái bị cả thế giới vứt bỏ. Bố ơi, làm sao bây giờ? Khương Mỹ Nghiên khóc nói. Khương Văn Kỳ ủ rũ lắc đầu, đáp còn có thể làm sao nữa? Cả Hoa Quốc này, còn ai có quyền thế bằng vua Bắc Lương chứ? Tất cả là tại chúng ta mắt chó khinh thường người khác. Chúng ta nên nghĩ ra từ lâu mới phải, tại sao lúc trước thiếu tá Hàn Lợi Dân lại coi trọng Khương Vi Nhan như vậy? Tại sao sau khi sỉ nhục Khương Vi Nhan, nhà họ Ninh lại bị tiêu diệt, lúc này, từng sự kiện hiện lên trước mắt ông ta? Đúng vậy, bọn họ nên đoán ra từ lâu mới phải. Đúng lúc này, Ngô Khoan Nghiệp cũng bước tới, lạnh lùng nhìn Khương Văn Kỳ, giật bông hoa trên ngực áo chú rể xuống, ném xuống đất, lạnh lùng nói, Khương Mỹ Nghiên, tôi không kết hôn nữa. Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì cả. Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp bảo người của cậu ta mang tất cả xính lễ về. Khương Mỹ Nghiên gào khóc kéo Ngô Khoan Nghiệp lại, hét lên, chồng ơi, đừng mà, anh không thể vứt bỏ em vào lúc này được, cút. Ngô Khoan Nghiệp đẩy Khương Mỹ Nghiên ra, chửi mắng, bây giờ tôi lấy cô thì khác gì tự tìm đường chết. Nhà các cô đắc tội với Tiêu Chính Văn nhiều lần như vậy, hại tôi cũng đắc tội theo mấy lần. Tôi còn phải về nghĩ cách, làm sao hóa giải ân oán giữa tôi và Tiêu Chính Văn nữa. Dứt lời, Ngô Khoan Nghiệp hất tay ra, rời khỏi khách sạn Vân Thiên. Lần này thì Khương Mỹ Nghiên bơ vơ không nơi nương tựa thật rồi. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng vô cùng thù hận Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Chính bọn họ đã hủy hoại mọi thứ của cô ta. Lễ cưới kéo dài đến tận hơn 4 giờ chiều. Tiêu Chính Văn và các khách mời đang mời rượu nhau, còn đám người Khương Vi Nhan đã rời khỏi khách sạn, đến biệt thự Thương Hải số 1. Khi nhìn thấy căn biệt thự xa hoa này, Khương Vi Nhan còn giật nảy mình. Cô đẩy cửa phòng cưới, ngại ngùng đỏ bừng mặt. Trong phòng, hoa hồng đỏ trải đầy đất, còn treo rất nhiều bóng bay, nhất là trên chiếc giường cưới trắng tinh kia, còn có một trái tim to đùng xếp bằng hoa hồng đỏ. Oa, mẹ ơi, tối nay con có thể ngủ đây không? Nana chạy vào, chỉ chiếc giường lớn ở giữa phòng, hưng phấn hét lên. Từ Phân vội vàng bế Nana lên, nói, Nana ngoan, đó là giường của bố mẹ cháu không ngủ đấy được, tối nay cháu ngủ với bà nhé. Tại sao ạ? Nana trước giờ luôn ngủ với bố mẹ mà, Nana khó hiểu chớp đôi mắt to, nói với vẻ mặt ngây thơ. Khương Vi Nhan nghe thấy thế, gò má đỏ bừng, xấu hổ xoắn ngón tay. Ở cửa còn có bao nhiêu họ hàng thân thích đang mỉm cười nhìn kìa. Từ Phân lập tức cười đáp, Nana, bà dẫn cháu ra ngoài chơi, mua bánh ngọt cho cháu ăn nhé. Vâng ạ, Nana ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ theo Từ Phân ra ngoài. Sau đó, đám họ hàng ra khỏi phòng, để lại một mình Khương Vi Nhan đứng trong phòng cưới rộng lớn. Tất cả mọi người đi rồi, Khương Vi Nhan mới thở phào, vội vàng đóng cửa lại, hai tay ôm gò má nóng bừng. Hôm nay, cô phải ngủ riêng cùng với Tiêu Chính Văn rồi. Trong lòng Khương Vi Nhan thấy rất ngượng ngùng, lúc này trái tim cô đang đập thình thịch. Từ sau khi Tiêu Chính Văn trở về, cô và anh vẫn chưa ngủ riêng với nhau lần nào, thậm chí còn không có hành động gì vượt quá giới hạn. Rất lâu sau, Khương Vi Nhan mới hoàn hồn lại, cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ váy cưới, để lộ cơ thể tuyệt đẹp trước gương. Đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài suôn mượt, làn da trắng nõn nà, thắt đáy lưng ong, vòng một đẫy đà, và bờ mông căng tròn, nhất là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia. Tối nay, cơ thể này sẽ thực sự thuộc về Tiêu Chính Văn sao? Khương Vi Nhan vừa kích động vừa ngại ngùng. Chương 510, động phòng. Khuôn mặt Khương Vi Nhan đỏ bừng, đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn cơ thể hoàn hảo không khuyết điểm của mình. Một lúc sau, cô tắm xong bước ra,
nhìn giường cưới màu trắng phủ đầy hoa hồng đỏ, gò má lại ửng hồng. Tối nay phải ngủ cùng anh ấy sao? Khương Vi Nhan nhỏ giọng lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cô khẽ cắn đôi môi đỏ, nhìn chiếc giường cưới trước mặt, cảm thấy gò má mình bắt đầu phát sốt, sau đó cả người cũng nóng bừng theo. Tuy 5 năm trước, cô và Tiêu Chính Văn đã có một đêm bên nhau, về sau còn sinh ra Nana. Nhưng đêm hôm đó, Khương Vi Nhan chỉ cảm thấy sự đau đớn khi bị xé rách, sau đó chịu đủ sự sỉ nhục của nhà họ Khương, thậm chí còn bị đuổi đi, chịu bao khổ sở. Vậy nên, đối với Khương Vi Nhan, ký ức đêm đó không được tốt đẹp cho lắm, thậm chí còn là cơn ác mộng của cô. Nhưng hiện giờ, Tiêu Chính Văn đã thực sự trở thành chồng cô, mang đến ánh sáng vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, tăm tối nhất. Hơn nữa, anh ấy là chủ soái Bắc Lương, là sự tồn tại rất cao, thậm chí còn tổ chức lễ cưới vô cùng hạnh phúc này cho cô. Trải qua thời gian dài sống với Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan đã quên đi ký ức trước kia rồi. Bây giờ, trong lòng cô ngập tràn hình bóng của Tiêu Chính Văn và lễ cưới hoàn hảo ngày hôm nay. Những điều này đều do Tiêu Chính Văn tự tay làm cho cô, trong lòng cô đã chìm đắm rất sâu. Cứ mãi nghĩ ngợi, Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, tuy trong lòng rất căng thẳng, nhưng đôi tay cô đã nhẹ nhàng vuốt ve mép giường, vò nhăn nhúm chiếc chăn đơn trong tay. Cuối cùng, cô đã hạ quyết tâm, đó là, đêm nay, Khương Vi Nhan cô muốn thực sự trở thành người phụ nữ của Tiêu Chính Văn. Muốn thực sự động phòng với anh, dù sao cô cũng đã là người của Tiêu Chính Văn, không thể chấp nhận người đàn ông nào khác. Khương Vi Nhan hít thở thật sâu hết lần này đến lần khác, không ngừng điều chỉnh trạng thái của bản thân, khiến mình bình tĩnh lại. Đồng thời, cô không ngừng thầm cổ vũ chính mình, Khương Vi Nhan, mày làm được. Hãy tin anh ấy là người đàn ông mày yêu nhất trên đời này. Mày là vợ của anh ấy, mày có thể làm được. Hơn nữa, mày cũng từng cho anh ấy, lần này mày cũng làm được. Thời gian chậm rãi trôi đi. Bóng đêm nhanh chóng ập tới. Khương Vi Nhan không ngừng tự cổ vũ bản thân, cuối cùng, giây phút cánh cửa vang lên tiếng động, cô vẫn căng thẳng đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Anh ấy đến rồi sao? Vi Nhan, em có trong phòng không? Anh vào nhé, là giọng nói của Tiêu Chính Văn, nghe rất dịu dàng. Lúc này, tim Khương Vi Nhan đang đập thình thịch, gò má đỏ bừng, thậm chí, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Cô cố gắng muốn đứng dậy ra mở cửa cho Tiêu Chính Văn, nhưng hai chân không nghe theo sai khiến, không nhấc lên nổi, đến đây. Cuối cùng, Khương Vi Nhan lấy hết dũng khí, vừa căng thẳng vừa ngại ngùng bước đến sau cánh cửa, thò tay ra, nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Tiêu Chính Văn đứng ở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Khương Vi Nhan, anh quan tâm hỏi han, Vi Nhan, em sao thế? Mặt em đỏ quá, em bị sốt à? Nói xong, Tiêu Chính Văn đặt tay lên trán cô. Hành động này khiến Khương Vi Nhan sợ đến mức vội vàng nghiêng người tránh đi, cô cúi đầu, cắn đôi môi đỏ mọng, nói, không, không sao, anh vào đi. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn vào trong phòng, hỏi, Nana đâu rồi? Nana được mẹ em dẫn đi rồi, Khương Vi Nhan nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong lòng lo lắng, không dám nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn vẫn mặc quân phục, bóng lưng thẳng tắp, ngồi luôn xuống giường. Hôm nay thực sự là anh uống quá nhiều, sắp không chống nổi nữa rồi. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn ngồi ở mép giường, căng thẳng xoắn ngón tay, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới, đứng trước mặt anh, giúp anh cởi bộ quân phục bên ngoài, treo lên giá áo bên cạnh. Anh hơi mệt, chúng ta ngủ thôi, Tiêu Chính Văn nói. Hả, bây giờ sao? Gò má Khương Vi Nhan đỏ lên, ánh mắt chớp chớp, nhìn Tiêu Chính Văn, hai tay siết chặt chiếc áo lót ren màu đen trên người. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, cảm thấy Khương Vi Nhan hôm nay rất lạ, nhất là khuôn mặt cô, cứ đỏ ửng suốt, nhưng nhìn rất hấp dẫn. Em sao thế, lại đây ngồi đi. Tiêu Chính Văn chìa tay, kéo Khương Vi Nhan lại. Bước chân cô lảo đảo, ngã vào lòng Tiêu Chính Văn, cô vội vàng đứng dậy, ngồi sang bên cạnh anh, giữ một khoảng cách nhỏ, nói, anh muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ lúng túng của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn đột nhiên hiểu ra gì đó, anh nhếch môi nở nụ cười xấu xa, vợ này, em kỳ lạ lắm, chắc không phải em nghĩ anh sẽ làm chuyện kia với em đấy chứ? Hả, lẽ nào, không phải sao? Khương Vi Nhan sắp ngại muốn chết, căng thẳng cúi đầu xuống. Tiêu Chính Văn thì hay rồi,
bật cười ha hả, giơ tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của Khương Vi Nhan, sau đó nằm ngửa lên giường, nói em đừng nghĩ lung tung nữa, nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em. Câu nói này khiến tâm trạng đang căng thẳng của Khương Vi Nhan cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Anh ấy nói là sẽ không ép mình. Tiêu Chính Văn, anh thực sự không muốn làm chuyện đó với em sao? Hôm nay, là ngày cưới của chúng ta, chẳng phải đều động phòng sao? Khương Vi Nhan bất ngờ hỏi, gò má vẫn ửng đỏ. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu qua, cười nói, được rồi, cả ngày trong đầu em nghĩ những gì thế, ai quy định ngày cưới thì phải động phòng chứ? Không, không phải thế sao, Khương Vi Nhan nói lý nhí. Thấy dường như Tiêu Chính Văn thực sự không định làm gì mình. Đột nhiên Khương Vi Nhan thấy hơi tủi thân. Lẽ nào anh ấy không có hứng thú với mình sao? Là do cô không đủ xinh đẹp, hay là vóc dáng cô quá tệ? Hay là do cô đã già rồi? Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, Khương Vi Nhan dùng sức siết chặt nắm tay, cô quay người, lấy hết dũng khí, ngồi lên người Tiêu Chính Văn, đôi mắt to nghiêm túc nhìn anh đang tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi Chính Văn, hôm nay anh thực sự không muốn động phòng với em sao? Lúc này, Tiêu Chính Văn đã sững sờ, nhìn Khương Vi Nhan mặt mũi đỏ bừng, xinh đẹp như tiên trước mặt, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Hôm nay cô ấy thật đẹp. Cái cổ như thiên nga trắng nõn, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ mọng, vòng một đẫy đà, cái nào cũng kích thích hormone nam tính của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng là đàn ông, sao anh có thể chống được sự dụ dỗ này của Khương Vi Nhan chứ? Anh ngẩn người, nói em, chẳng phải em. Nhưng Tiêu Chính Văn còn chưa nói xong, Khương Vi Nhan đã hôn mạnh lên môi anh, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cắn mạnh đôi môi, nói, bất kể anh có muốn hay không, thì tối nay, Khương Vi Nhan em cũng muốn thực sự trở thành người phụ nữ của Tiêu Chính Văn anh. Dứt lời, Khương Vi Nhan cúi người, đè lên người Tiêu Chính Văn, hôn ngấu nghiến và chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 511, gặp thiên tử. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chính Văn nhìn Khương Vi Nhan đang ngủ ngon lành bên cạnh. Anh nở nụ cười hạnh phúc. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên gò má trắng nõn của Khương Vi Nhan, nhìn rất hấp dẫn. Cũng đúng lúc này, điện thoại của anh khẽ rung lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn Long Nhất gửi, nội dung rất ngắn gọn, nhưng lại khiến anh phải nhíu mày. Chủ soái, Long Kinh có biến, thiên tử triệu kiến anh. Tiêu Chính Văn đọc tin nhắn xong, gần như không nghĩ nhiều, anh ngồi dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Mặc bộ quân phục ở đầu giường, sau đó quay đầu nhìn Khương Vi Nhan vẫn đang say giấc nồng, anh cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, nói, Vi Nhan, chờ anh về nhé. Dứt lời, anh lấy giấy bút để lại lời nhắn ngắn gọn rồi rời khỏi biệt thự Thương Hải số 1. Ở cổng biệt thự, từ Long Nhất đến Long Bát đã tập hợp xong xuôi. Chủ soái, Long Kinh có biến, sáng nay thiên tử triệu kiến anh. Long Nhất vội vàng bước tới. Lấy áo choàng màu đen ra khoác lên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nói, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không phải biên giới có loạn hoặc chuyện lớn, thì thiên tử sẽ không vô duyên vô cớ triệu kiến chúng ta như vậy. Sắc mặt Long Nhất cũng rất nghiêm trọng, đáp tôi không rõ, không có bất cứ thông tin nào được tiết lộ cả. Tiêu Chính Văn nghe thấy thế thì nhíu mày, trầm tư một lát rồi nói, truyền lệnh của tôi. 50.000 quân Bắc Lương trú đóng ở Tu Hà trấn thủ tại chỗ, án binh bất động. 250.000 binh lính Bắc Lương còn lại lập tức khởi hành, trở về Bắc Lương. Thông báo với tứ đại Long Tôn của Điện Thần Long, cùng với các anh em, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống đột xuất. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo tứ đại Long Tôn toàn quyền chỉ huy Điện Thần Long. 8 người các anh về Long Kinh với tôi, gặp mặt thiên tử. Nghe xong một loạt mệnh lệnh, sắc mặt 8 Long tướng đều tỏ vẻ kinh ngạc. Chủ soái, anh phát giác ra điều gì sao? Chủ soái, liệu có phải là vì Xích Diệm Vương không? Chủ soái, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết. Nếu Xích Diệm Vương dám cướp quân quyền của chủ soái, chúng tôi sẽ câm miệng, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hãy nhớ bộ quần áo trên người các anh, cả sứ mệnh và chức trách của các anh nữa. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người lên xe. Một hàng 4 chiếc xe nhanh chóng lái tới sân bay quân sự của Tu Hà. 9 người lần lượt lên 3 chiếc máy bay trực thăng quân sự. Cánh quạt rít gào, 3 chiếc máy bay trực thăng bay thẳng lên trời. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày,
trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo, cúi đầu nhìn Tu Hà rộng lớn bên dưới. Vi Nhan, chờ anh về nhé. Hai tiếng sau, ba chiếc máy bay trực thăng quân sự chậm rãi hạ cánh xuống một sân bay quân sự của Long Kinh. Đám người Tiêu Chính Văn bước từ trên trực thăng xuống, bốn phía sân bay lập tức tràn vào các binh lính có vũ trang, trong tay cầm súng, bao vây bọn họ lại. Tiêu Chính Văn thấy vậy thì nhíu mày, đáy mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Long Nhất Đến Long Bát lập tức tiến lên, tức giận gầm, làm cái gì vậy? Các người mù à, không biết chủ soái Bắc Lương sao? Nhưng, mấy trăm binh lính vũ trang đầy đủ này vẫn bất động. Cùng lúc đó, một thiếu tướng mặc quân phục một sao trên vai bước từ sau đám người tới. Nhìn huy hiệu ở ngực bọn họ, là cấm vệ quân của Long Kinh. Người đàn ông kia đầu tiên đứng nghiêm chào Tiêu Chính Văn, sau đó nói, chủ soái, chúng tôi nhận lệnh đến đón anh. Xin các vị tướng quân tạm thời giao vũ khí trên người cho chúng tôi bảo quản. Tước vũ khí. Láo toét, cậu chỉ là một thiếu tướng, mà cũng dám ăn nói với chúng tôi thế à? Long Nhất nổi giận nói. Trong lúc nói, hơi thở chiến thần ngút trời trên người anh ta bao trùm cả sân bay, khiến mấy trăm binh lính vũ trang đầy đủ kia phải khiếp sợ, đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, làm theo lời cậu ta. Chủ soái. Việc này, Long Nhất chần chừ. Cuối cùng, tám người bọn họ vẫn giao hết vũ khí cho đối phương. Tiêu Chính Văn cũng không ngoại lệ, anh giao con dao quân đội năm cạnh luôn mang theo người và kiếm thương Long cho cậu ta. Lúc này, cậu thiếu tướng kia mới nói, tôi đã chuẩn bị xe cho mọi người, mời lên xe. Tiêu Chính Văn nhíu mày, nhìn cậu thiếu tướng trước mặt, cất bước về phía chiếc xe đang chờ bên cạnh. Lúc đi qua cậu thiếu tướng kia, cậu ta vội vàng nói nhỏ vào tai Tiêu Chính Văn, chủ soái, Giang lão bảo tôi chuyển lời cho anh, đừng manh động, thiên tử bảo sao thì anh cứ làm thế. Nói xong câu này, cậu thiếu tướng kia không nói gì nữa. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn cậu ta, sau đó cúi người chui vào trong xe. Long Nhất và Long Bát được xếp vào một chiếc xe. Sau đó, xe được khởi động, nhanh chóng rời khỏi sân bay quân sự, lái về phía thiên tử các được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Long Kinh. Nhưng được nửa đường, xe của đám Long Nhất và xe của Tiêu Chính Văn đột ngột đi hai đường khác nhau. Tiêu Chính Văn thấy thế thì nhíu mày, sự lạnh lẽo trên người ngày càng đậm hơn. Lúc này, Long Nhất Đến Long Bát nhìn thấy xe của mình và xe của Tiêu Chính Văn bị tách ra, lập tức nổi giận đùng đùng, muốn tranh vô lăng với lái xe. Nhưng, người đàn ông mặc vest đen bên cạnh bọn họ nhanh chóng ra tay, đâm một châm vào cánh tay hoặc cổ họ. Cả tám người lập tức bất tỉnh. Còn bên này, xe của Tiêu Chính Văn đang chậm rãi đi xuyên qua quảng trường Thiên Cung được bảo vệ nghiêm ngặt, sau đó tiến vào Thiên Tử Các, dừng ở cửa chính. Cửa xe mở ra, cậu thiếu tướng kia cung kính nói, chủ soái, đến rồi ạ. Tiêu Chính Văn cất bước xuống xe, nhìn khung cảnh vô cùng quen thuộc xung quanh. Sau đó anh bước vào Thiên Tử Các, chờ trong sảnh chính. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên khoảng 50-60 tuổi. Mặc bộ tôn trung sơn màu đen giản dị, đi sau một người đàn ông trung niên mặc đồ tôn trung sơn màu xám. Tiêu Chính Văn thấy hai người thì khẽ cúi xuống, nói thiên tử. Người đàn ông trung niên mặc đồ tôn trung sơn màu đen kia tỏ vẻ hiền hòa, nhìn như miệng giếng cổ không gợn chút sóng, khẽ xua tay, đáp không cần khách sáo, cậu là vua Bắc Lương có uy thế lớn nhất của Hoa Quốc ta hiện giờ. Dứt lời, người đàn ông trung niên ngồi xuống trước một bàn cờ. Rồi giơ tay ra bảo Tiêu Chính Văn ngồi xuống, nói, đánh cờ nào. Tiêu Chính Văn không từ chối, bước lên trước, ngồi xuống đối diện thiên tử. Đương kim thiên tử có thể nói là công lao lưu danh nghìn thu. Là sự kính ngưỡng và tượng đài vĩnh viễn trong lòng người dân Hoa Quốc. Còn người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn màu xám đứng bên cạnh ông ấy chính là người có thực lực mạnh nhất Hoa Quốc hiện giờ. Nghe nói đã vượt cả cấp chủ soái. Thực lực sâu không lường được. Cho dù là Tiêu Chính Văn, đứng trước cận vệ thân cận của thiên tử Hoa Quốc, sợ là cũng không chống được 10 chiêu. Đôi mắt ông ta không rõ có phải là đang nhìn Tiêu Chính Văn hay không, hơi thở được thu liếm, không nhìn ra trình độ. Nhưng Tiêu Chính Văn biết, nếu ông ta muốn hạ anh thì chỉ là chuyện đơn giản. Nhưng anh cũng không sợ. Ông Long cũng ở đây à, Tiêu Chính Văn cười thản nhiên. Người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn màu xám cũng khẽ gật đầu. Cười đáp thiên tử ở đâu thì tôi ở đó. Thiên tử cười theo, nói đùa, ông ấy chán lắm, ngày nào cũng đi theo tôi,
tôi thấy phiền chết đi được. Tiêu Chính Văn mỉm cười, không nói gì mà tập trung đánh cờ. Đánh cờ chưa được bao lâu, Thiên Tử lên tiếng, lần này tôi triệu kiến cậu đến, cậu có biết là vì chuyện gì không? Tiêu Chính Văn lắc đầu đáp, không ạ, xin Thiên Tử nói rõ. Thiên Tử khẽ gật đầu, cười nói, Xích Diễm Vương trở về rồi. Chương 512, xin từ chức. Quả nhiên là vì Xích Diễm Vương. Tiêu Chính Văn hạ một quân cờ trắng, sau đó thản nhiên cười nói, tôi có nghe nói. Thiên Tử nói tiếp, Chính Văn, cậu nên biết, hiện giờ tình hình quốc tế thay đổi liên tục, Hoa Quốc ta có 5 chủ soái, đủ để khiến các nước nhỏ xung quanh khiếp sợ. Nhưng đối với các cường quốc phương Tây thì còn xa mới đủ. Xích Diễm Vương từng thống lĩnh đội quân 500.000 người, ông ta có đủ thực lực và uy danh để khiến những cường quốc đang như hổ rình mồi Hoa Quốc chúng ta phải sợ hãi. Vậy Thiên Tử định làm thế nào? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Thiên Tử nhìn Tiêu Chính Văn, nở nụ cười đáp, cậu lúc nào cũng sốt ruột như vậy, tôi còn chưa nói xong cậu đã vào thẳng vấn đề rồi. Tiêu Chính Văn tiếp tục đánh cờ, bàn cờ đã hình thành một vòng vây, nói tôi chỉ biết cống hiến cho đất nước, về quyền mưu thì không rõ lắm. Nếu Thiên Tử có sắp xếp gì thì cứ nói thẳng. Thiên Tử cầm quân cờ đen lên, do dự một chút, dường như đang nói về bàn cờ, nước đi này rất nguy hiểm, nhưng lại khiến tôi có chút không kịp phòng bị. Chính Văn, lâu ngày không gặp, tài đánh cờ của cậu lại tiến bộ nhiều rồi. Nói xong, ông ấy ném quân cờ đen vào hộp cờ, nói, không chơi nữa. Sau đó, ông ấy nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sắc bén. Nói, nếu tôi muốn đưa toàn bộ đội quân Bắc Lương của cậu cho Xích Diễm Vương, thì cậu sẽ làm gì? Tiêu Chính Văn cảm nhận được, khi nói câu này, ánh mắt Thiên Tử vô cùng sắc bén. Ngay cả ông Long bên cạnh Thiên Tử cũng có ánh mắt nghiêm túc, thậm chí còn tiến lên nửa bước. Tiêu Chính Văn trầm mặc một lát, ném quân cờ trắng xuống, hai tay gối sau đầu, cười đáp, thế thì tốt quá, mấy năm nay tôi cũng hơi mệt, vốn định cáo lão về quê. Bây giờ... Xích Diễm Vương đã trở về, tiếp nhận Bắc Lương, tôi cũng đỡ phải lo. Tôi nghĩ, có Xích Diễm Vương thì Bắc Lương chắc chắn sẽ uy chấn cả thế giới. Tôi sẽ trở về Tu Hà, sống cuộc sống thần tiên ngưỡng mộ với vợ con tôi. Thiên Tử nghe thấy thế thì hơi nhíu mày, cười nói cậu nghĩ như vậy thật sao? Thật, Tiêu Chính Văn thản nhiên đáp. Im lặng, cả Thiên Tử các trở nên im phăng phắc, sau đó vang lên tiếng cười sang sảng. Thiên Tử đứng dậy, cười đáp, Chính Văn ơi là Chính Văn, cậu đúng là khiến tôi vừa yêu vừa hận. Cậu mới chừng này tuổi đã có thành tựu như vậy, đã là trước nay chưa từng có. Đối với Hoa Quốc ta, Xích Diễm Vương trở về là chuyện vui lớn. Đương nhiên, Hoa Quốc ta cũng không thể đánh mất một chủ soái như cậu được. Dứt lời, Thiên Tử đứng trong Thiên Tử các rộng lớn, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mái vòm trời sao màu vàng trên đỉnh đầu. Có thể thấy được bầu trời đầy sao. Nhưng vì kế lâu dài của Hoa Quốc, tôi chỉ đành nhịn đau cắt bỏ. Thiên Tử nói, Tiêu Chính Văn dường như đã đoán được từ trước, anh đứng dậy, hơi cúi người trước Thiên Tử, nói, Chính Văn biết ạ. Nói xong, anh cười thoải mái, không cần Thiên Tử phải nhọc lòng suy nghĩ, hôm nay Chính Văn sẽ chủ động xin từ chức vị trí chủ soái Bắc Lương, mong Thiên Tử đồng ý. Một câu nói lại khiến cả sảnh lớn im phăng phắc. Thiên Tử nghiêng đầu, nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt, nói cậu bằng lòng xin từ chức thật sao? Nếu cậu không muốn thì cứ nói, tôi có thể không dùng đến Xích Diễm Vương nữa. Xin Thiên Tử phê duyệt, Tiêu Chính Văn tiếp tục khom lưng nói. Thiên Tử thay đổi sắc mặt, trầm ngâm một lúc rồi đáp, nếu cậu đã quyết thì tôi chiều theo. Nhưng Chính Văn này, cậu hãy nhớ, cậu mãi mãi là chủ soái 5 sao của Hoa Quốc. Vinh hạnh đặc biệt này, không ai có thể thay thế được. Cảm ơn Thiên Tử. Tiêu Chính Văn đáp, sau đó đứng dậy, nhìn Thiên Tử, nói, Chính Văn có một thỉnh cầu. Cứ nói đi, Thiên Tử xua tay nói. Thiên Tử biết bao nhiêu về nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn hỏi. Thiên Tử nghe thấy thế thì nhíu mày, nhìn anh với ánh mắt nghiêm trọng, hỏi cậu muốn làm gì nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn cười nhạt, đáp có chút ân oán cần phải giải quyết. Thiên Tử nghe thấy thế thì sắc mặt có vẻ hơi khó coi, thở dài nói. Nhà họ Viên không phải là một gia tộc nhỏ mà ai cũng động vào được, cho dù là tôi cũng không dám khinh suất, nếu cậu muốn động đến nhà họ Viên vì chuyện năm đó thì hãy nghĩ cho kỹ hậu quả. Tôi biết, Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi nhất định phải động đến nhà họ Viên. Đến lúc đó,
nếu liên quan đến một số người thì mong là thiên tử hãy ra mặt. Thiên tử nghe thấy thế, đáp nếu cậu đã quyết định thì cứ làm đi, bất kể liên quan đến ai thì tôi cũng sẽ ra mặt giải quyết giúp cậu. Cảm ơn. Tiêu Chính Văn chắp tay nói, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn rời đi, ông Long vẫn luôn đứng sau lưng thiên tử, lên tiếng, thiên tử, nếu cậu ấy thực sự ra tay với nhà họ Viên, sợ là sẽ thu hút sự chú ý của ba gia tộc khác, đến lúc đó, nhỡ bốn gia tộc lớn liên thủ với nhau thì ông cũng không chống được đâu. Giữa hai hàng lông mày thiên tử bắn ra tia sáng lạnh, nói, ông Long, ông cảm thấy trong một nước mà có bốn gia tộc có thể thao túng vận mệnh quốc gia, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Ông Long hơi sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, nói cũng khó nói lắm. Thiên tử cười đáp, không phải chuyện tốt mà cũng chẳng phải chuyện xấu, phải xem thiên thời địa lợi. Nhưng hiện giờ, Hoa Quốc đã yên ổn trăm năm, bốn gia tộc lớn này lại như con châu chấu, không ngừng gặm nhấm long mạch của Hoa Quốc. Nếu cứ để như vậy, chắc chắn Hoa Quốc sẽ gặp biến động. Nếu đã vậy, chỉ có đại đao chém xuống, diệt trừ tận gốc đám châu chấu này, thì Hoa Quốc mới có thể đón nhận sự phát triển tốt hơn, mới có thể đứng trên đỉnh cao thế giới. Ý ông là để Tiêu Chính Văn làm người cầm đao, ông Long kinh ngạc nói. Thiên tử cười đáp, cậu ấy vẫn thiếu chút nhiệt, cần người giúp đỡ. Ở bên này, sau khi rời khỏi thiên tử các, Tiêu Chính Văn nhìn thấy bốn ông lão đang chờ ở cổng. Giang lão, Tần lão, Tiêu Chính Văn nhìn thấy bốn các lão, cũng tươi cười. Bốn các lão Long các, lúc này sắc mặt rất khó coi, nhìn Tiêu Chính Văn bước tới, liền mắng xối xả. Chúng tôi bảo cậu đừng có manh động, đâu có bảo cậu xin từ chức hả? Thằng nhóc này, cậu đang nghĩ gì thế hả? Cứ thế cáo lão về quê sao? Thế mấy lão già chúng tôi phải làm sao chứ? Cậu lập tức quay lại, nói với thiên tử là cậu không muốn từ chức. Những chuyện khác cứ để chúng tôi giải quyết. Bị bốn các lão trách mắng, Tiêu Chính Văn cũng chỉ mỉm cười, đáp, mọi người không phải lo cho tôi đâu, tôi tự có sắp xếp. Giang Vạn Long nghe thấy thế thì sắc mặt u ám, nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi cậu có sắp xếp gì? Tiêu Chính Văn nở nụ cười, vòng vo đáp, tạm thời vẫn chưa thể nói với bốn ông được. Cậu, thằng nhãi này, làm chúng tôi tức chết đi được. Tần Hán Quốc lập tức đỏ bừng mặt mắng. Tiêu Chính Văn vội đáp, ông Tần, ông đừng giận nữa, sức khỏe ông không tốt, phải chú ý tâm trạng, sau này tôi sẽ làm mấy thang thuốc cho ông. Hừ, coi như thằng nhóc cậu có lương tâm, nhưng vừa rồi tôi nghe nói cậu muốn ra tay với nhà họ Viên hả? Tần Hán Quốc nhíu mày hỏi, sắc mặt vô cùng lo lắng. Tiêu Chính Văn xa sầm mặt, gật đầu đáp, ừ, có chút ân oán, nên đến lúc kết thúc rồi. Nhà họ Viên chỉ là bước chân đầu tiên của tôi thôi. Bốn các lão nghe thấy thế thì nhìn nhau, thở dài nói, nhóc con, cậu có biết nhà họ Viên này không dễ bắt nạt đâu, con đường này cậu đi sẽ rất khó khăn. Dù khó khăn đến đâu cũng phải đi, mối thù máu của bố mẹ và gia tộc, tôi nhất định phải trả. Tiêu Chính Văn nói, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng. Chương 513, tạm biệt vua Bắc Lương. Cùng lúc này, trong một trang viên khu vực ngoại ô Long Kinh. Hai người đàn ông trung niên đang cùng ngồi uống trà. Người đàn ông cầm đầu có dáng vẻ uy nghiêm, khoảng chừng 40-50 tuổi, giữa hai lông mày mang theo sát khí bức người. Người đàn ông trung niên bên cạnh đang mặc vest cao quý, dáng vẻ nho nhã, sau lưng còn có thêm hai vệ sĩ thân cận. Lúc này, người đàn ông nho nhã cười nói, chúc mừng Xích Diệm Vương tiếp quản 250.000 binh lính Bắc Lương. Người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm cười nhạt, đặt tách trà xuống rồi nói, ông Viên khách sáo rồi, nếu như không có ông Viên giúp đỡ thì tôi cũng không thể nhậm chức chủ soái Bắc Lương nhanh tới như vậy. Ha ha ha! Ông Viên cười lớn. Nói, nhà họ Viên chúng tôi trước sau vẫn ngồi trên cùng một con thuyền với Xích Diệm Vương, lợi ích của Xích Diệm Vương cũng là lợi ích của nhà họ Viên chúng tôi. Có thể giúp đỡ Xích Diệm Vương chính là vinh dự của nhà họ Viên chúng tôi. Ông Viên quá lời rồi, Xích Diệm Vương chắp tay, nói, từ giờ trở đi, Xích Diệm Vương tôi và nhà họ Viên là anh em cùng hội cùng thuyền, có phúc cùng hưởng. Ngoài ra, nhờ ông Viên thay tôi gửi lời hỏi thăm đến gia chủ Viên. Đương nhiên, trước khi tôi tới đây, gia chủ đã đặc biệt căn dặn rằng bất luận lần này Xích Diệm Vương muốn có gì thì nhà họ Viên chúng tôi cũng sẽ hết mình tương trợ. Ông Viên gật đầu cười nói. Xích Diệm Vương gật đầu, vẫy tay, gã đàn ông mặc quân phục đứng phía sau ôm theo một chiếc hộp gấm đặc biệt bước tới rồi đưa cho ông Viên.
Ông Viên, đây là một mảnh giấy cũ trong cuốn Thiên Sơn thư lục của nhà họ Tiêu mà tôi phải tốn đến 3 năm mới tìm thấy được. Bây giờ tôi tặng lại cho các người, phiền ông trao nó đến tay gia chủ Viên giúp tôi. Xích Diệm Vương cười nhạt. Sắc mặt của ông Viên lập tức đanh lại, hai tay nhận lấy hộp gấm, sau đó khẽ mở ra, nhìn thấy bên trong có một mảnh giấy đã ố vàng, trông vô cùng loang lổ, bên góc bị rách, trên mặt còn có cả vết đen do bị lửa đốt. Thiên Sơn thư lục. Đây chính là một bảo vật quý giá. Nhà họ Viên truy tìm nhiều năm, liên kết với ba gia tộc lớn khác mới tìm được hai mảnh vào 5 năm trước khi tiêu diệt nhà họ Tiêu. Không ngờ bây giờ lại có được thêm một mảnh nữa. Cả quyển Thiên Sơn thư lục có tổng cộng 11 mảnh, ba gia tộc lớn còn lại chiếm được 6 mảnh, cộng thêm với một mảnh này thì thành 9 mảnh rồi. Chỉ còn thiếu hai mảnh cuối cùng. Thiên Sơn thư lục là một quyển sách rất quý hiếm. Ghi chép lại các tác phẩm kinh điển của 50 năm văn hóa Hoa Quốc, có sức mạnh to lớn cho nền giáo dục và cảm hóa muôn đời. Trong đó còn lưu giữ các bí mật về các vì sao, đạo pháp võ thuật, tâm pháp Phật giáo, có thể nói rằng, có được Thiên Sơn thư lục cũng ngang với việc có cả thiên hạ trong tay. Ở Hoa Quốc, số người theo đuổi cuốn sách này nhiều vô kể, nhưng cả nghìn năm nay, những người này đều đã về với đất mẹ. Bởi vì, nếu như không gom đủ 11 mảnh giấy thì không có cách nào lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của nó. Mà nhà họ Tiêu năm đó chính là gia tộc bảo vệ cuốn sách quý giá này. Đây cũng là lý do tại sao 4 gia tộc lớn kia lại liên thủ âm mưu tiêu diệt nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu năm đó ngang hàng với 4 gia tộc lớn. Thế nhưng, bởi vì cuốn sách quý giá này mà gặp phải đại họa chết chóc. Nhà họ Tiêu buộc phải mai danh ẩn tích, đi đến Tu Hà, âm thầm sinh sống và phát triển. Thế nhưng, dù có như vậy cũng không thể chạy trốn được khỏi sự bao vây truy sát của 4 gia tộc lớn. Đương nhiên, những bí mật này chỉ có người của 4 gia tộc lớn biết đến. Xích Diệm Vương, ông đã giúp chúng tôi một việc lớn đấy. Ông Viên vô cùng kích động, giống như nhặt được báu vật, đóng hộp gấm lại với vẻ hào hứng. Mình đưa mảnh giấy này về báo cáo chắc chắn sẽ được gia chủ khen thưởng. Thậm chí, địa vị của mình trong nhà họ Viên cũng sẽ lên như diều gặp gió. Xích Diệm Vương cười nói, vì biết ông Viên thích cái này nên tôi mới cố tình thu thập. Sau này còn phải nhờ ông Viên nói tốt về tôi trước mặt gia chủ Viên. Đương nhiên rồi, ông Viên cười nói, sau này, hai chúng ta là những người anh em sống chết có nhau rồi. Ha 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 ha, tiếng cười vui vẻ vang khắp cả trang viên. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã đáp máy bay đến chiến khu Bắc Lương. Nếu phải rời khỏi nơi này thì anh phải đến thăm lại một lượt. Vừa tới chiến khu, anh đã nhìn thấy Hoa Hồng Đỏ đang hùng hổ vác súng, đằng sau còn có mấy nghìn tướng sĩ canh gác, cả đội quân khí thế tiến về phía trước. Chủ soái, Thiên Tử Bất Nhân, chúng tôi không thể cứ ngồi yên chờ chết. Tướng sĩ Bắc Lương chúng tôi tuyệt đối sẽ không quy phục cái tên Xích Diệm Vương hèn hạ kia. Hoa Hồng Đỏ vô cùng tức giận, vừa nhận được thông báo của Long Các đã nổi cơn thịnh nộ. Nhất định lãnh đạo phía trên đã gây áp lực cho chủ soái, nếu không chủ soái tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bắc Lương. Có chết cũng phải đi theo chủ soái. Có chết cũng phải đi theo chủ soái. Có chết cũng phải đi theo chủ soái. Lúc này, mấy nghìn tướng sĩ sau lưng Hoa Hồng Đỏ cùng giơ súng, đồng thanh hô vang. Tiêu Chính Văn xa sầm mặt mày, hạ khẩu súng trong tay Hoa Hồng Đỏ xuống, lạnh lùng nói, vớ vẩn. Cô nghĩ đây là nơi nào chứ? Đây là Bắc Lương, là Hoa Quốc, mấy người làm như vậy đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Quay về làm nhiệm vụ hết cho tôi. Không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn chủ soái rời đi. Chúng tôi muốn đến Long Kinh làm cho ra nhẽ. Dựa vào đâu mà cách chức anh? Hoa Hồng Đỏ tức đến mức hai mắt đều đỏ hoe. Những tướng sĩ sau lưng cô ấy cũng đỏ bừng hai mắt. Đối với bọn họ, Tiêu Chính Văn chính là tượng đài sững sừng, là người duy nhất mà bọn họ tôn thờ trong trái tim. Tiêu Chính Văn thở dài một hơi, giơ tay lau đi nước mắt bên khóe mi của Hoa Hồng Đỏ, vỗ vai cô ấy rồi nói, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc lóc. Nếu như để tướng sĩ của quân địch nhìn thấy thì không chừng sẽ nói Bắc Lương chúng ta toàn là những kẻ nhát gan thích khóc lóc đấy. Tôi không phải thế. Hoa Hồng Đỏ bĩu môi, mạnh mẽ lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn sang hướng khác. Tiêu Chính Văn bật cười. Ánh mắt sâu xa nhìn về phía các tướng sĩ, dõng dạc hô lên, tất cả mọi người, lập tức trở về chấp hành nhiệm vụ của mình. Đây là mệnh lệnh của tôi.
Rõ. Lúc này, mấy nghìn tướng sĩ lập tức hành lễ, vành mắt ngấn lệ đỏ ửng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, sau đó quay người, lưu luyến quay trở về vị trí của mình. Dù cho không nỡ đi nữa thì bọn họ cũng là binh lính. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của bọn họ, Tiêu Chính Văn nhìn theo những tướng sĩ đáng yêu này, vành mắt cũng ửng đỏ. Sau đó, anh đứng ở cửa chính, không hề bước vào trong chiến khu, nói với Hoa Hồng Đỏ, tôi không vào trong nữa, tôi sợ nếu tôi đi vào thì sẽ không dám bước ra. Chủ soái, Hoa Hồng Đỏ không kìm nổi nước mắt. Được rồi, đừng khóc nữa. Lúc tôi không ở đây thì cô phải quản lý bọn họ cho nghiêm túc, cô xem bọn họ kìa, đều lười nhác hết rồi. Tiêu Chính Văn nuốt nỗi chua xót vào trong lòng, cười nói, còn có mấy người Long Nhất, cô cũng phải thay tôi trông chừng cho tốt. Sau khi tôi đi thì đừng để bọn họ làm ra mấy chuyện ngốc nghếch. Tám tên này đều là mấy kẻ liều lĩnh, cô nhất định phải trông chừng bọn họ cho tốt có biết chưa? Đây là mệnh lệnh cuối cùng của tôi dành cho cô. Hoa Hồng Đỏ đã khóc sướt mướt, quay đầu ra chỗ khác, căn bản không dám nhìn Tiêu Chính Văn. Cô ấy sợ bản thân không khống chế nổi cảm xúc. Yên tâm đi, tôi chỉ cho mình nghỉ ngơi một khoảng thời gian thôi. Cô cũng biết rồi đấy, tôi mới vừa kết hôn, vừa hay có thể đi ngao du khắp nơi trên thế giới cùng chị dâu của mấy người. Lần tới tôi còn trở về thăm mọi người mà. Nói đến đây, Tiêu Chính Văn cũng không nhìn được nữa, hít sâu một hơi, cau mày, nghiêm túc nhìn về chiến khu Bắc Lương trước mắt. Đã 5 năm rồi, đây là nơi anh vô cùng quen thuộc và đặc biệt dành nhiều tình cảm. Nghiêm, hành lễ. Khoảnh khắc này, Hoa Hồng Đỏ, mấy nghìn tướng sĩ đang canh giữ nên trong chiến khu và 250.000 tướng sĩ Bắc Lương đang thực hiện các nhiệm vụ trấn giữ biên cương tại đường biên giới quốc gia cũng đều cảm nhận được nỗi buồn. Trong nháy mắt, bọn họ đồng loạt đứng nghiêm hành lễ, đồng thanh hô vang, tạm biệt vua Bắc Lương. Tạm biệt vua Bắc Lương. Tạm biệt vua Bắc Lương. Tiêu Chính Văn bật cười, chậm rãi hạ cánh tay xuống, vành mắt đã ướt. Tôi đi đây. Tiêu Chính Văn cười nói, quay người dứt khoát rời đi, khoảnh khắc bước vào trong xe Jeep cũng là lúc không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, nước mắt anh cứ thế rơi xuống. Các chiến hữu thân yêu của tôi, Bắc Lương thân yêu của tôi, quân hồn của tôi ở lại với mọi người. Chương 514, kế hoạch báo thù. Hôm đó, Bắc Lương chấn động, Hoa Quốc chấn động. Chủ soái Bắc Lương nhân vật bất diệt của Hoa Quốc, Long soái cấp 5 sao trao lại chức soái, bỏ lại chức chủ soái Bắc Lương để về quê nhà. Nhưng anh mới hơn 20 tuổi. Mặc dù người dân Hoa Quốc không biết biến cố trong đó nhưng đều vô cùng tiếc nuối. Sau nửa ngày, Tiêu Chính Văn về đến Tu Hà. Lúc về đến biệt thự, anh thấy trong biệt thự có rất nhiều người. Hầu hết đều là người nhà họ Khương. Khương Thái Sương, cả nhà Khương Văn Kỳ và mấy người Khương Học Bác đều ở đó. Khương Vi Nhan đang ngồi trên sofa, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Lúc này thấy Tiêu Chính Văn bỗng xuất hiện trước mặt, cô bật khóc nhào đến nói, chồng ơi, anh đi đâu vậy hu hu hu, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ lưng Khương Vi Nhan, Trần An, chẳng phải anh đã về rồi sao? Được rồi, không sao rồi. An ủi hồi lâu, Khương Vi Nhan mới buông Tiêu Chính Văn ra, sau đó lo lắng hỏi, lúc nãy tin tức nói anh đã từ chức chủ soái Bắc Lương rồi à? Cô vừa hỏi vậy, tất cả người nhà họ Khương đều vươn cổ ra đợi Tiêu Chính Văn trả lời. Tiêu Chính Văn hời hợt gật đầu nói, ừ. Nghe vậy, Khương Vi Nhan hít một hơi nhưng không nói gì. Cô biết Tiêu Chính Văn làm vậy chắc chắn có lý do của anh. Nhưng mấy người nhà họ Khương khác không nghĩ như vậy. Khương Thái Sương đứng dậy hỏi, Tiêu Chính Văn, cậu đã từ chức chủ soái Bắc Lương thật à? Để tên Xích Diệm Vương gì đó lên thay sao? Phải, Tiêu Chính Văn đáp. Nghe thấy vậy, lão lắc đầu thở dài, vậy cấp trên điều cậu về nhậm chức ở đâu? Chức phụ gì, đây mới là vấn đề người nhà họ Khương quan tâm nhất. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn lại hờ hững nói, bây giờ tôi không có chức phụ quan chức gì cả, chỉ là người dân bình thường thôi. Lần này từ chức là vì tôi muốn chuyên tâm ở bên cạnh Vi Nhan. Soạt, mọi người đều ngạc nhiên đến mức ngây người, không làm chức phụ gì nữa ư. Chỉ là một người dân bình thường sao? Khương Thái Sương lập tức nói, hồ đồ, quá hồ đồ. Vậy chẳng phải nhà họ Khương không thể trông cậy vào cậu nữa sao? Tiêu rồi. Mưu đồ của Khương Thái Sương hoàn toàn thất bại rồi. Hiện giờ Tiêu Chính Văn chỉ là một người dân bình thường, vậy nhà họ Khương còn có thể trông cậy vào ai nữa đây?
Ông nội, cháu xin lỗi, Chính Văn làm vậy chắc chắn có lý do của anh ấy. Khương Vi Nhan xin lỗi Khương Thái Sương. Khương Thái Sương nhìn cô bất lực lắc đầu, sau đó chống gậy rời khỏi biệt thự. Cả nhà Khương Văn Kỳ cũng đi theo lão. Trước khi đi, Khương Văn Kỳ còn lạnh lùng trợn mắt liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Nhất là Khương Mỹ Nghiên, khuôn mặt nở nụ cười khẩy chế giễu. Tiêu Chính Văn, giờ anh đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa, tôi sẽ không bỏ qua chuyện nhục nhã trong ngày cưới đâu, Khương Mỹ Nghiên bỏ lại một câu rồi rời đi. Tiêu Chính Văn nhíu mày. Khương Vi Nhan vội kéo anh lại nói, được rồi, kệ chị ta đi. Lúc này Từ Phân đi đến, vẻ mặt ngập tràn lo lắng và không tin được hỏi, con rể, con thật sự không còn gì cả à? Con cứ thế mà từ bỏ chức chủ soái Bắc Lương đó sao? Lúc biết được tin này, Từ Phân suýt ngất xỉu. Bà ta còn nghĩ sau này có thể trông cậy vào Tiêu Chính Văn để ra ngoài dương oai. Thế nhưng hiện thực lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt bà ta, dập tắt hoang tưởng của bà ta. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ, còn chuyện gì nữa không? Từ Phân sửng sốt, bà ta còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Khương Học Bác kéo đi. Sau khi đám người đó đều rời đi, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Em xin lỗi, bọn họ là vậy đấy, anh đừng để bụng nhé, Khương Vi Nhan rất áy náy nói. Tiêu Chính Văn lắc đầu cười đáp, không sao, anh đã quen rồi. Khương Vi Nhan gật đầu, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt yêu thương trìu mến nói, cho dù anh có phải là chủ soái Bắc Lương hay không thì anh vẫn là chồng em. Tiêu Chính Văn nâng mặt Khương Vi Nhan lên, sau đó ôm ngang thắt lưng cô kiểu ôm công chúa, cười xấu xa nói, vậy chúng ta tiếp tục làm vài chuyện giữa vợ chồng đi. Hả, anh muốn làm gì? Làm Khương Vi Nhan hoảng sợ, mặt đỏ bừng. Sao cô lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn được chứ? Nhưng ban ngày ban mặt làm mấy chuyện đó thì xấu hổ quá đi mất. Em nói thử xem, Tiêu Chính Văn cười nói, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ. Sau đó là một trận mây mưa kéo dài hơn một tiếng, cả người Khương Vi Nhan mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Chính Văn, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy hạnh phúc. Cô ngửa đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, tiếp theo anh có dự định gì không? Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan nói, thay nhà họ Tiêu báo thù cho bố mẹ anh. Báo thù? Nghe vậy, Khương Vi Nhan kinh ngạc quấn chăn ngồi dậy hỏi, anh biết kẻ thù đứng phía sau là ai rồi sao? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ. Vậy, có nguy hiểm không? Khương Vi Nhan hỏi. Tiêu Chính Văn nhìn vẻ mặt lo lắng của Khương Vi Nhan cười nói, em yên tâm, anh có chừng mực. Mấy ngày nay, anh sẽ ở bên cạnh em và Nana. Còn chuyện báo thù, em đừng lo nghĩ nhiều, anh sẽ tự giải quyết. Khương Vi Nhan gật đầu, sau đó hỏi, Chính Văn, vậy anh điều tra được tại sao mấy người đó lại giết nhà họ Tiêu chưa? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, tạm thời anh vẫn chưa điều tra được, nhưng chắc là sắp biết được rồi. Khương Vi Nhan cũng không hỏi gì nữa. Mấy ngày sau đó, Tiêu Chính Văn trở thành người đàn ông của gia đình, cuộc sống rất nhàn nhã. Mà bên này, Khương Mỹ Nghiên đến tìm Ngô Khoan Nghiệp. Sau khi hai người trải qua một đêm ân ái mặn nồng, Khương Mỹ Nghiên nằm trong lòng Ngô Khoan Nghiệp nói, chồng à, anh nhất định phải trút cơn giận này cho em. Cái tên Tiêu Chính Văn đó giờ đã không còn là chủ soái Bắc Lương nữa, anh ta chỉ là một người dân bình thường thôi. Ngô Khoan Nghiệp đang hút thuốc, mấy ngày nay, vốn dĩ cậu ta còn đang lo lắng Tiêu Chính Văn có làm khó gì mình không, nhưng sau đó cậu ta mới biết Tiêu Chính Văn từ chức chủ soái Bắc Lương, hoàn toàn trở thành một người bình thường. Ngô Khoan Nghiệp vui mừng không thôi. Tiêu Chính Văn ơi là Tiêu Chính Văn, anh cũng có ngày hôm nay à? Không cần em nói, anh chắc chắn sẽ tìm người dạy dỗ anh ta một trận. Hừ, phá hoại ngày cưới của chúng ta, anh muốn anh ta sống không bằng chết. Ngô Khoan Nghiệp tàn nhẫn nói, đôi tay nhào nặn cặp đồi núi một cách thô bạo khiến Khương Mỹ Nghiên rên lên vài tiếng. Bên này, Tiêu Chính Văn vừa từ bên ngoài về, kết quả đầu đường xuất hiện 4 chiếc xe màu đen bao vây lấy anh. Giữa ban ngày ban mặt mà lại xuất hiện cảnh tượng này thì chắc là đến gây sự. Hơn 20 tên côn đồ, khí thế bừng bừng bước xuống xe, ai nấy đều vạm vỡ như mấy người tập gym, trên cánh tay còn có hình xăm. Sau khi đóng cửa xe lại, chúng bao vây lấy Tiêu Chính Văn không một kẻ hở. Đám người này nhìn là biết đám xã hội đen lâu năm. Trên người chúng đa phần đều có vết dao, rõ ràng là bị chém, rất kinh khủng.
Hơn nữa đám người này vừa xuống xe đã bày ra thế trận này cứ như muốn thể hiện sẽ giết chết đối phương. Tên dẫn đầu là một gã đàn ông vạm vỡ cao 1m9, có xăm một hình con hổ trên cánh tay, chỗ lông mày có vết dao khá rõ nét, ánh mắt nham hiểm nhìn Tiêu Chính Văn nói, thằng danh kia, mày là Tiêu Chính Văn à? Chương 515, Tống Băng Văn bạo lực. Tiêu Chính Văn nhíu mày nhìn đám người xung quanh, lạnh lùng nói, các người là ai? Gã đàn ông lực lưỡng cao 1m9 đó cười khẩy nói, bọn tao là ai ư? Ha ha ha, chuyện này không tiện nói đâu. Nhưng bọn tao có thể nói cho mày biết, lát nữa mày sẽ bị ném xuống sông làm mồi cho cá. Thằng danh, sau này đi ra ngoài phải cẩn thận, đừng chọc vào người mày không nên chọc. Nếu không, có thể bản thân mình chết thế nào cũng không biết đấy. Tiêu Chính Văn nhếch khóe miệng nói, là Ngô Khoan Nghiệp bảo bọn mày đến à? Ồ, xem ra mày cũng thức thời nhỉ. Đúng vậy, là cậu Ngô bảo bọn tao đến. Gã đàn ông cao 1m9 khinh thường nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ là một tên chân tay gầy gò thì sao phải cần mình dẫn theo nhiều anh em vậy chứ? Hắn nói, ngay cả cậu Ngô mà mày cũng dám chọc vào, tao thấy mày bị quỷ ám chê sống lâu quá rồi đấy. Nhớ lấy, kiếp sau phải sáng mắt ra, đừng có mà ai cũng chọc vào thế. Ha ha, tao cũng muốn tặng mày câu tương tự vậy, Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Mẹ kiếp, thằng này vênh váo nhỉ, thảo nào cậu Ngô nói nhất định phải đánh chết mày. Tên 1m9 nói. Đại ca, đừng nhiều lời vô nghĩa với hắn nữa, chém chết hắn luôn đi. Phải đó, thằng này nhìn là biết một tên ngu rồi, sớm kết thúc để còn đi uống rượu, chơi cùng đám phụ nữ nữa. Đúng là lãng phí thời gian, tưởng mình là ai mà hành động chẳng thèm suy nghĩ. Cả đám nhao nhao mắng chửi, tất cả đều nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khiêu khích như đã định sẵn hôm nay Tiêu Chính Văn sẽ chết ở đây. Tiêu Chính Văn biết Ngô Khoan Nghiệp vẫn luôn nhằm vào mình. Cũng không có cách nào báo thù anh. Dù sao trong mắt Tiêu Chính Văn, Ngô Khoan Nghiệp cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu mà thôi, không đe dọa được anh. Nhưng hôm nay Ngô Khoan Nghiệp làm vậy đã chạm vào giới hạn của anh. Đã đến lúc giải quyết Ngô Khoan Nghiệp rồi, không thể cứ để một tên hề nhảy múa trước mặt mình như vậy nữa. Còn đám trước mặt này chẳng là gì với Tiêu Chính Văn, anh đang suy nghĩ nên làm sao để dạy dỗ Ngô Khoan Nghiệp. Không đến mức đánh chết cậu ta nhưng vẫn phải để cậu ta nhớ đến cuối đời, không dám gây chuyện với mình nữa. Tên 1m9 đó thấy Tiêu Chính Văn xem thường mình thì vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, thằng danh, mày muốn chết à? Các anh em, giải quyết hắn cho tao, đừng lo sẽ gây chết người, có chuyện gì cậu Ngô sẽ xử lý thay chúng ta. Một đám đàn ông vạm vỡ tay cầm ống thép và dao phay hô hoán lao về phía Tiêu Chính Văn, trông rất có sát khí. Nếu đổi lại là người bình thường chắc có lẽ đã sợ tè trong quần khi gặp tình huống này. Tiêu Chính Văn ngước mắt lên, người anh bỗng toát ra sát khí lạnh như băng. Dừng tay lại hết cho tôi. Bỗng dưng một giọng nữ lạnh lùng vang lên, sau đó còn nói tôi là lính tuần. Các người dừng tay lại hết cho tôi, bỏ vũ khí xuống, ôm đầu, ngồi xuống. Lính tuần. Mọi người kinh ngạc quay đầu lại nhìn phía sau, sau đó có người vứt ống thép và dao trong tay xuống. Nhưng không phải là bị dọa sợ mà là kinh ngạc bởi thân hình của nữ lính tuần đó. Mẹ kiếp, đại ca, thân hình của cô này cũng đẹp quá đi. Đây là cosplay sao, thân hình sexy thế này, ôi ôi ôi, tao sắp không nhịn được rồi, nếu đây là nữ lính tuần thì tôi tình nguyện vào tù. Đám lưu manh đều nhìn chằm chằm vào cô lính tuần có thân hình nóng bỏng đó, không ít người còn chảy cả nước miếng. Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn cũng kinh ngạc bởi thân hình của đối phương. Eo thon, chân dài, ngực khủng, khuôn mặt hình trái xoan, ngũ quan xinh đẹp, hơn nữa thân hình cao ráo, chủ yếu là bộ đồng phục càng tôn lên cảm giác quyến rũ. Tiêu Chính Văn nhận ra, anh rất quen với người phụ nữ này, thế mà lại là Tống Băng Văn. Nhìn gì mà nhìn, ngồi xuống hết cho tôi. Bây giờ các người dừng ngay hành vi phạm pháp lại, ngồi xuống cho tôi. Tống Băng Văn lạnh lùng nhìn đám côn đồ nói mấy lời bẩn thỉu với mình. Cô ta nhận ra trong đó có không ít tên vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa còn giơ tay lên vẽ vời gì đó. Người đẹp, em nói em là lính tuần, ai tin chứ? Anh thấy em cosplay vui biết bao, nửa đêm không ở nhà mà lại chạy đến đây tìm vui thú à? Vừa khéo, đám anh em bọn anh có nhiều người, ai cũng mang theo súng. Một tên trong đám đó nở nụ cười dâm đãng.
Bộ đồng phục Tống Băng Văn đang mặc vừa được phát nên hơi chật làm lộ ra thân hình hoàn hảo. Đáng tiếc tối nay cô ta ra ngoài không đem theo súng, nếu không cô ta đã bắn chết bọn này rồi. Làm nhục nhân viên công chức, tôi có quyền bắt anh. Ánh mắt Tống Băng Văn lóe lên vẻ tức giận, cất bước chạy đến đạp vào đúng quần người đàn ông cao to đó. Ôi! Người đàn ông đó lập tức che cái đó của mình, hai mắt trợn trừng, kêu lên thảm thiết quỳ xuống đất, sau đó ra sức lăn lộn trên mặt đất. Tiêu Chính Văn cũng sửng sốt, cảm thấy đau đớn thay đối phương. Không ngờ người phụ nữ này trông có vẻ xinh xắn nhưng ra tay đánh người lại tàn nhẫn như vậy. Cú đá của Tống Băng Văn làm không ít người khiếp sợ, tên cao to đó che bộ phận bên dưới đau đớn kêu rên như xé tim nát phổi. Chết tiệt, đồ khốn kiếp, thế mà lại dám đá anh em của tao. Mẹ kiếp, mày cũng muốn chết phải không? Lúc này tên cao mét chín tức giận, cũng không còn hứng thú bỡn cợt nữa, hắn lao đến đạp vào bụng Tống Băng Văn. Tiêu Chính Văn nhíu mày, chân hơi dùng sức vừa định lao đến giúp nhưng lại nhanh chóng buông lỏng, vì Tống Băng Văn quẹt mũi khinh thường, nhếch môi. Sau đó Tống Băng Văn nghiêng người tránh khỏi cú đá. Tiếp đó cô ta hét lên rồi vung chân đạp vào cổ tên đó. Đừng thấy tên 1m9 cao to, cơ bắp cuồn cuộn vậy mà lầm, cú đá của Tống Băng Văn khiến hắn lùi lại sau mấy bước mới đứng vững. Tên lực lưỡng đó xoay cái đầu bị đá đến choáng váng, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, ha ha. Mẹ kiếp, đạp cũng tàn nhẫn lắm. Đúng là kiểu phụ nữ tôi thích. Có chút bản lĩnh đấy nhưng cô có thể đánh được hơn 20 anh em của tôi sao? Hừ, lập tức bỏ vũ khí xuống. Các người đang đánh cảnh sát đấy, tôi có quyền bắt các người. Tống Băng Văn lạnh lùng nói. Cô nói mình là lính tuần thì là lính tuần à? Tôi nói mình là tổng tư lệnh đấy, thì sao nào? Tên cao mét 9 cười nhạo, sau đó bày ra bộ dạng giễu cợt, chỉ cần cô ngoan ngoãn chơi đùa với anh em chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ tha cho cô, nếu không bọn này sẽ mạnh tay đấy. Đại ca, cô ta có thể thật sự là lính tuần, đây chẳng phải là đồ cảnh sát sao? Một tên đàn em bên cạnh nói. Mẹ nó, mày câm miệng đi. Đừng quên hôm nay mục đích chúng ta đến đây, bất kể là ai cũng đừng hòng ngăn cản anh em chúng ta làm việc. Có là lính tuần thì đã sao, đánh cho ông. Tên cao mét 9 tát tên đàn em một bạt tai, tức giận nói. Sắc mặt Tống Băng Văn trở nên lạnh lùng, nếu không phải hôm nay không đem theo súng thì cô ta đã bắt mấy tên lưu manh này lâu rồi. Cô ta nhíu mày nói, ngang nhiên đánh cảnh sát, nhục mã nhân viên công chức, bây giờ tôi sẽ bắt các anh. Còn nữa, dù người đứng sau các anh là ai, tôi cũng bắt hắn ra cho bằng được rồi trừng phạt các người. Chương 516, xí xóa. À, người đẹp quả nhiên đủ ác độc, có điều ông đây khuyên cô tốt nhất đừng xía vào chuyện này. Ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem là được rồi, nếu không khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sẽ bị lãng phí như thế nào còn không biết đâu, gã đàn ông cao mét 9 hung dữ nói. Nếu đã như thế thì tôi đây sẽ hạ gục các anh rồi bắt vào cục. Tống Băng Văn siết chặt nắm đấm, tức giận lườm đối phương. Ôi, anh sợ quá, đến đây, anh em đâu, trước tiên giải quyết người phụ nữ này, để cô ta biết sự lợi hại của chúng ta. Trên mặt những gã đàn ông cao mét 9 hiện rõ vẻ thù địch. Vẻ mặt u ám. Lúc này có một tên đàn em bên cạnh nở nụ cười dâm đãng, ha ha, đại ca, em thấy cô nàng này thực sự quá hấp dẫn, có vào tù 3 năm cũng đáng. Đám đàn ông đó cười ha ha, ánh mắt đầy dục vọng nhìn chằm chằm Tống Băng Văn nói, có đại ca ở đây thì không ai dám làm gì chúng ta, đừng nói là một lính tuần nhỏ bé, cho dù có một đội thì anh em chúng ta cũng vẫn sẽ làm cho các cô ấy kêu rên a. Cùng lắm thì lát nữa ném cô ta và thằng danh kia xuống sông với nhau luôn. Khốn kiếp, các anh dám, đúng là coi trời bằng vung. Tống Băng Văn thực sự điên tiết, không ngờ những người này lại dám kiêu căng như vậy, còn dám nói ra những lời như thế. Lúc này, đám côn đồ đã bao vây thành vòng tròn quanh Tống Băng Văn. Những tên này vứt ống thép và dao trong tay, dùng tay không vồ lấy Tống Băng Văn. Có một vài tên còn vừa lao tới vừa muốn ôm Tống Băng Văn và lợi dụng sợ soạng. Tống Băng Văn nhanh nhẹn, động tác linh hoạt. Cho dù cô ta có lợi hại thế nào thì cũng không phải là đối thủ của hơn 20 tên kia, không lâu sau đã bị bọn chúng khống chế, khiến tay chân cô ta lúng túng, vài lần bị đánh lén từ phía sau và bị đạp vài cước. Tống Băng Văn vừa đá một cú vào ngực gã đàn ông phía trước, đột nhiên có một người lao tới từ sau lưng, ôm chặt Tống Băng Văn. Bật cười và nói ra những lời dâm đãng,
người đẹp, đừng sợ, anh đến rồi đây. Tống Băng Văn sợ chết khiếp, bị kẻ đó ôm chặt, mắt thấy ba bốn gã đàn ông cao lớn sắp lao đến liền hét lên một tiếng. Bịch! Ngay lập tức, Tống Băng Văn cảm nhận được sau lưng thả lỏng, nhìn thấy tên đó bị người ta túm lấy cổ áo, sau đó bị ném bay ra ngoài. Trời ạ, cô ta vừa chứng kiến chuyện gì vậy, một tay nhấc người. Sức mạnh quá đáng sợ. Chào cô Tống, đã lâu không gặp. Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện sau lưng Tống Băng Văn, trên mặt nở nụ cười tươi. Dứt lời, anh đá một cước vào gã đàn ông to lớn đang lao tới trước mặt mình, sau đó vòng tay qua eo Tống Băng Văn, ôm cô ta vào lòng, rồi lại đá bay một gã đàn ông to lớn khác. Cô không sao chứ, có cần tôi giết chúng thay cô không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Tống Băng Văn đã sớm sững sờ như gà gỗ. Tống Băng Văn hơi lơ đễnh, cô ta sửng sốt, không ngờ lại là Tiêu Chính Văn, hơn nữa võ thuật của anh lại giỏi như vậy. Tống Băng Văn lập tức lắc đầu, dõng dạc nói, sao lại là anh? Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, đúng vậy, tôi đây, hoặc có thể nói đây chính là duyên phận ông trời sắp xếp cho chúng ta. Chết tiệt, dám nói chuyện yêu đương ở trước mặt ông đây. Anh em đâu, cầm lấy vũ khí, mau đánh chết thằng nhóc này cho ông. Không sợ xảy ra án mạng, ông đây chịu trách nhiệm. Gã đàn ông cao mét chín thấy Tiêu Chính Văn và đối phương ôm nhau, đột nhiên có cảm giác bị cắm sừng, cả người tức giận bùng nổ, cầm dao phay xông lên. Tiêu Chính Văn cũng không quay đầu, liếc nhìn Tống Băng Văn rồi nói, mọi việc tiếp theo cứ để tôi. Dứt lời, anh đẩy Tống Băng Văn sang một bên, sau đó quay người, tung ra một đòn giáng thẳng vào mặt gã đàn ông cao mét chín kia. Khuôn mặt Tống Băng Văn thẹn thùng ửng đỏ. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng rất lo lắng, cô ta lo Tiêu Chính Văn không phải đối thủ của bọn chúng nên vội vàng lên xe lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp. Nhưng sau khi cô ta cúp điện thoại, quay người chuẩn bị đi giúp Tiêu Chính Văn thì ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ hơn 20 gã đàn ông to lớn kia đã nằm bò dưới đất, kẻ nào cũng khóc lóc thảm thiết. Đặc biệt là tên trông có vẻ không thể kháng cự lại được kia, lúc này đang ngồi bên cạnh gã đàn ông cao mét 9, tát mạnh vào mặt hắn. Không phải anh rất giỏi sao, sao không nói gì nữa rồi, không phải muốn giết tôi à? Sao không ra tay nữa? Tiêu Chính Văn tát hết cái này đến cái khác, miệng nở nụ cười khinh bỉ. Trên mặt gã đàn ông cao mét 9 be bét máu, nhổ ra một cái răng bị gãy, cầu xin thảm thiết, anh đừng đánh nữa, em sai rồi, em sai rồi, cầu xin anh đừng đánh nữa. Lúc này hắn cảm thấy đầu mình ong ong, toàn bộ hàm răng gần như đã bị đánh rụng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, đứng dậy dẫm mạnh lên ngực hắn, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt rắc một tiếng, gã đàn ông to lớn đau đớn ngất xỉu. Tống Băng Văn cau mày chạy tới, túm lấy Tiêu Chính Văn còn đang giận dữ nói, được rồi, đánh nữa là xảy ra chuyện đó. Tiêu Chính Văn nghiêng đầu liếc nhìn cô ta, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc bén, dọa Tống Băng Văn sợ tới mức tưởng rằng anh sẽ làm chuyện xấu với mình. Sau đó, cô ta liền bị động tác tiếp theo của Tiêu Chính Văn dọa sợ. Tiêu Chính Văn nhanh chóng đẩy cô ta ra, cả người như một con hổ giận dữ, lao nhanh ra ngoài, đạp thẳng lên đầu chiếc xe đang chiếu đèn pha. Rầm. Tống Băng Văn hít sâu một hơi, mắt thấy mui xe bị Tiêu Chính Văn đá văng ra, đầu xe bẹp dí, hơn nữa cả chiếc xe bị lùi lại 4-5 mét. Ngô Khoan Nghiệp, cậu xuống xe cho tôi. Tiêu Chính Văn đột nhiên kéo cửa xe, quát lên. Tiêu Chính Văn vừa nhìn thấy một chiếc xe ở đằng xa đang muốn tranh thủ lúc hỗn loạn lái xe bỏ đi, dựa vào thực lực hiện giờ của anh thì chỉ cần liếc mắt là anh có thể thấy Ngô Khoan Nghiệp đang ngồi ở ghế lái. Thật không ngờ, tên này vẫn luôn ngồi trong xe. Sắc mặt Ngô Khoan Nghiệp hết sức khó coi, cậu ta vốn nắm chắc phần thắng, vậy nên mới theo bọn côn đồ đến đây để cười nhạo giây phút cuối cùng của Tiêu Chính Văn, tiện thể lấy lại sự tôn nghiêm đã mất của mình. Nhưng cậu ta không ngờ rằng Tiêu Chính Văn đã làm đầu xe bẹp dí chỉ bằng một cú đá. Chết tiệt, đây là sức người sao? Cú đá này của Tiêu Chính Văn dọa Ngô Khoan Nghiệp chảy đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng khóa cửa xe lại, trốn trong xe có chết cũng không chịu ra ngoài. Rốt cuộc tên này có phải là người không? Người làm sao có thể làm bẹp dí đầu xe chỉ với một cú đá chứ? Chẳng phải chỉ có trong phim siêu nhân thôi sao? Ngô Khoan Nghiệp, mau xuống xe cho tôi. Tiêu Chính Văn dẫm lên mui xe, ngón tay chỉ thẳng vào khuôn mặt tái mét của Ngô Khoan Nghiệp sau tấm kính chắn gió. Ngô Khoan Nghiệp nào dám ra ngoài, lúc này trong mắt cậu ta,
Tiêu Chính Văn chính là con quái vật. Cậu ta không ngừng suy nghĩ bản thân làm thế nào mới có thể trốn thoát, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Bố, bố mau đến cứu con. Cứu con, Tiêu Chính Văn muốn giết con, Ngô Khoan Nghiệp nói lắp bắp. Mau cút ra ngoài cho tôi. Tiêu Chính Văn cực kỳ giận dữ. Ngô Khoan Nghiệp rối rắm nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang vô cùng tức giận ở trước mặt, tim đập thình thịch, đột nhiên nhấn ga muốn đâm chết anh. Chết đi. Ngô Khoan Nghiệp liều mạng la hét. Nhưng chiếc xe lại không hề di chuyển, mặt cậu ta hốt hoảng, dưới chân không ngừng đạp ga, nhưng chiếc xe căn bản không động đậy nổi. Tiêu Chính Văn, anh đừng ép tôi. Tôi sai rồi, sau này tôi không dám thế nữa, chúng ta xí xóa được không? Ngô Khoan Nghiệp thực sự sợ hãi, cậu ta nỗ lực khống chế bản thân không tỏ ra hoảng sợ. Là ai cho cậu dũng khí đến khiêu chiến tôi? Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, xí xóa. Cậu cho rằng hôm nay những việc cậu làm kia có thể xí xóa được sao? Chương 517, dập đầu nhận tội. Tiêu Chính Văn cảm thấy Ngô Khoan Nghiệp này não có vấn đề, vì vậy mới nói ra những câu ngớ ngẩn như vậy. Tiêu Chính Văn, đừng nghĩ rằng tôi sợ anh. Cho dù anh lợi hại như thế nào, anh có thể đánh được 20 người nhưng có đánh được 100 người không? Tôi thừa nhận, tôi luôn tìm anh gây khó dễ, đó là vì anh khiến tôi ngứa mắt. Nhưng mà tôi khuyên anh, tốt nhất đừng có ra tay với tôi, sau lưng nhà họ Ngô tôi có gia tộc lớn chống lưng đấy. Bây giờ anh chỉ là một người bình thường, đừng làm ra những chuyện khiến bản thân hối hận. Ngô Khoan Nghiệp nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, hét lớn. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Chính Văn, Ngô Khoan Nghiệp cho rằng anh đang sợ hãi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại lập tức trả lời Ngô Khoan Nghiệp bằng hành động thiết thực của mình, anh nhảy lên, đứng trên nóc xe, đập mạnh vào kính chắn gió. Bụp! Kính chắn gió lập tức nổ tung, nứt toác ra như mạng nhện, Ngô Khoan Nghiệp ngồi bên trong sợ hãi hét lên một tiếng. Ngô Khoan Nghiệp định núp xuống, nhưng một bàn tay to lớn đã lập tức túm tóc, kéo cậu ta ra khỏi xe. Á, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi đã báo cho bố tôi rồi, bố tôi sẽ lập tức đưa người tới đây, anh dám ra tay với tôi à, đúng là không biết sống chết. Ngô Khoan Nghiệp vùng vẫy trong tuyệt vọng, da đầu cậu ta rất đau, cảm giác như mình sắp trụi hết tóc đến nơi. Hôm nay, ai cũng không cứu được cậu đâu, không khiến cậu khắc cốt ghi tâm. Cậu lại cho rằng tôi dễ chọc. Tiêu Chính Văn hét lên. Ngô Khoan Nghiệp 5 lần 7 lượt gây rắc rối cho anh, lần này đã hoàn toàn khiến anh tức giận. Bụp! Tiêu Chính Văn túm tóc Ngô Khoan Nghiệp, lôi cậu ta ra khỏi xe, khiến cậu ta ngã sóng xoài trên mui xe. Anh đạp chân lên ngực của Ngô Khoan Nghiệp, khiến anh ta không thể ngọ nguậy. Anh buông ra ngay, Tiêu Chính Văn, tôi cảnh cáo anh đừng có lộn xộn, nếu không sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ngô Khoan Nghiệp ôm mắt cá chân của Tiêu Chính Văn, điên cuồng giống lên. Cậu ta không phải không biết tính cách của Tiêu Chính Văn, khuyên bảo không có tác dụng, vậy thì đành phải cố gắng chiến đấu. Tuy nhiên, Ngô Khoan Nghiệp sai rồi. Không có kết cục tốt sao? Tổng giám đốc Ngô, cậu bị ngu à, giờ cậu đang nằm dưới chân tôi mà vẫn dám lớn tiếng như vậy ư? Tiêu Chính Văn dùng lực mạnh hơn, khiến cho Ngô Khoan Nghiệp gào thét ầm ĩ. Đau! Đau thấu tâm can. Ngô Khoan Nghiệp cảm thấy lồng ngực mình như bị một viên đá lớn đè lên. Anh không thể đánh tôi. Bố tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bây giờ anh đã bị cách chức, đắc tội với tôi, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Khuôn mặt Ngô Khoan Nghiệp đỏ bừng, cậu ta cảm thấy như mình sắp chết ngạt đến nơi. Tiêu Chính Văn buông chân ra, trực tiếp túm lấy cổ áo của Ngô Khoan Nghiệp, tát vào mặt cậu ta vài cái. Khuôn mặt của Ngô Khoan Nghiệp lập tức sưng vù như cái đầu heo. Dừng tay, đánh nữa không chừng sẽ xảy ra án mạng đấy. Lúc này, Tống Băng Văn đi tới, kéo bàn tay đang giơ lên của Tiêu Chính Văn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chính Văn híp mắt nhìn Ngô Khoan Nghiệp máu me đầy mặt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, anh thật sự rất muốn giết chết Ngô Khoan Nghiệp, nhất là vừa rồi, anh có chút kích động. May mà Tống Băng Văn đã kịp thời ngăn cản Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn dừng tay, nới lỏng cổ áo của Ngô Khoan Nghiệp, sau đó cậu ta trượt xuống đất như một đám bùn lầy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Khoan Nghiệp, anh lấy điện thoại trong túi ra, bật chức năng quay video, nói, Ngô Khoan Nghiệp, đừng bảo là tôi không cho anh cơ hội, nào, dập đầu gọi bố đi, tôi sẽ tha cho anh.
Tiêu Chính Văn biết rằng một kẻ ngạo mạn như Ngô Khoan Nghiệp nhất định sẽ rất coi trọng thể diện của mình. Phì, anh đừng có mơ, Ngô Khoan Nghiệp tôi dù có chết, cũng không dập đầu gọi anh là bố. Anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ giết chết anh. Sắc mặt Ngô Khoan Nghiệp u ám, ánh mắt thâm sâu như rắn độc. Vậy sao? Tiêu Chính Văn giơ chân lên, giẫm mạnh vào mặt Ngô Khoan Nghiệp, cậu ta cảm thấy anh càng lúc càng dùng sức, đầu của cậu ta như sắp bị nghiền nát tới nơi. Dập đầu hay không, Tiêu Chính Văn hét lên. Tống Băng Văn bị khí thế trên người Tiêu Chính Văn làm cho hoảng sợ, vội vàng hét lớn, Tiêu Chính Văn, dừng tay. Anh làm như vậy là phạm pháp đấy. Cô ta không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại tức giận như vậy, như thể anh định ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi. Lúc này Ngô Khoan Nghiệp cũng chú ý tới Tống Băng Văn, cậu ta cuồng loạn hét lớn, cô thuộc đội tuần tra, mau tới cứu tôi, mau bắt tên này lại đi. Cứu tôi với, Tống Băng Văn khó xử, cô ta nhìn Tiêu Chính Văn rồi lại nhìn Ngô Khoan Nghiệp đang nằm thảm hại trên mặt đất, cuối cùng cô ta lựa chọn tôn trọng nghề nghiệp của mình. Cô ta nắm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn và lạnh lùng ra lệnh, Tiêu Chính Văn, tôi ra lệnh cho anh dừng tay. Anh nghe thấy không, dừng tay, tuy nhiên Tiêu Chính Văn không buồn nhìn cô ta, anh vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Khoan Nghiệp, hỏi tôi hỏi cậu lần cuối cùng, có dập đầu hay không? Nếu không, tôi sẽ dẫm nát đầu cậu. Ngô Khoan Nghiệp cảm nhận được một cách rõ ràng lực ở chân của Tiêu Chính Văn đang tăng lên, đầu của cậu ta đau đớn như bị hai chiếc xe tải ép chặt. Cậu ta biết Tiêu Chính Văn nói được làm được, vì vậy liền đau đớn rên rỉ tôi dập đầu được chưa? Đừng giẫm nữa, Tiêu Chính Văn buông chân ra, Ngô Khoan Nghiệp đầu óc ong ong, đứng lên khỏi mặt đất. Cậu ta liếc nhìn Tiêu Chính Văn, cuối cùng quỳ xuống, dập đầu ba lần với anh. Bụp, bụp, bụp. Lúc này trong lòng Ngô Khoan Nghiệp hận không thể giết chết Tiêu Chính Văn, đây là bài học nhục nhã nhất mà cậu ta phải chịu sau hơn 20 năm sống trên cõi đời này. Nhưng cậu ta biết mình không có khả năng đó. Dập đầu xong, Ngô Khoan Nghiệp xoay người muốn rời đi. Tiêu Chính Văn hài lòng với video vừa quay nhưng sau đó lại lạnh lùng nói, từ đã, tôi đã cho cậu đi chưa? Ngô Khoan Nghiệp thấy ớn lạnh, chân run lẩy bẩy, quay đầu lại cầu xin, không phải anh nói dập đầu xong là có thể đi sao? Tôi nói như vậy khi nào? Tiêu Chính Văn nở một nụ cười vô liêm sỉ. Nụ cười này trong mắt Ngô Khoan Nghiệp hệt như một con quỷ đến từ địa ngục, khiến cậu ta không khỏi rùng mình. Anh còn muốn thế nào nữa? Ngô Khoan Nghiệp nuốt nước bọt, lầm bầm. Nếu như nói vừa rồi trong lòng cậu ta còn một chút kháng cự thì lúc này, khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng có chút giễu cợt của Tiêu Chính Văn, cậu ta liền hoảng sợ. Ngô Khoan Nghiệp không biết Tiêu Chính Văn đang nghĩ gì, nhưng bản năng mách bảo cậu ta anh đang âm mưu chuyện gì đó. Tiêu Chính Văn cất điện thoại di động, ngồi vào trong xe, cười lạnh, không phải cậu nói bố cậu sẽ tới sao, tôi ngồi đây chờ. Trong lòng Ngô Khoan Nghiệp run lên, thật kinh khủng, anh còn muốn ra tay với bố cậu ta. Nhìn vẻ mặt rửng rưng của Tiêu Chính Văn, sắc mặt Ngô Khoan Nghiệp tối sầm lại, một lúc lâu sau mới nặn ra một câu, bao nhiêu tiền thì anh mới tha cho chúng tôi. Chuyện này khó mà nói. Tiêu Chính Văn cười nhạt, bày ra bộ dạng trầm tư. Hỏi ngược lại, cậu cho rằng cậu và bố cậu đáng giá bao nhiêu? Chuyện này, Ngô Khoan Nghiệp không dám nghĩ, nắm chặt hai tay, một lúc lâu sau mới cắn răng nói, 5 triệu. Tiêu Chính Văn lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười vô liêm sỉ, nói, 50 triệu. Chương 518, sát thủ nguy hiểm. 50 triệu. Ngô Khoan Nghiệp gầm rú lên, sau đó lắc đầu lải nhải, không thể nào. Anh đúng là loại thừa cơ trục lợi. Tiêu Chính Văn không quan tâm, nói, khi cậu nhắm vào tôi thì cậu nên biết mình phải trả giá như thế nào rồi chứ. 50 triệu, không nhiều, có thể giữ mạng sống cho hai bố con cậu. Tiêu Chính Văn nói, ánh nhìn như xuyên thấu, khiến cho hai chân Ngô Khoan Nghiệp mềm nhũn ra. Sắc mặt Tống Băng Văn ở bên cạnh lạnh lẽo, cô ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại ra tay trước mặt mình, lúc này lại còn thừa nước đục thả câu. Chịu không nổi. Tiêu Chính Văn, anh quá đáng vừa thôi. Cậu ta đã xin lỗi rồi, anh còn ép người đến mức như vậy, tôi không thể đứng yên nhìn tiếp được nữa. Tống Băng Văn lạnh lùng nói. Lúc này Tiêu Chính Văn mới quay đầu nhìn Tống Băng Văn, phải nói rằng cô ta là một người phụ nữ rất thích hợp làm trong đội tuần tra. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn chỉ liếc nhìn Tống Băng Văn một cái, sau đó lại phớt lờ cô ta, quay đầu về phía Ngô Khoan Nghiệp chờ đợi câu trả lời. Ngô Khoan Nghiệp suy nghĩ hồi lâu.
cuối cùng bất lực cúi đầu nói, được, 50 triệu. Tiêu Chính Văn mỉm cười, đứng dậy đi tới bên cạnh Ngô Khoan Nghiệp, khiến cho cậu ta sợ hãi vội vàng lùi về phía sau mấy bước, anh còn muốn làm gì? Tiêu Chính Văn cười he he, vỗ vào vai cậu ta, nói, nhớ kỹ đấy, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho các người, nếu cậu còn dám nhe răng múa vuốt trước mặt tôi không ngại giết chết cậu đâu. Trong khi nói, trong mắt Tiêu Chính Văn hiện lên sát khí dữ dội, ngay lập tức phá hủy tuyến phòng thủ cuối cùng của Ngô Khoan Nghiệp. Ánh mắt khủng khiếp như vậy, khiến người khác sợ hãi, bất lực và muốn bỏ chạy. Đúng vậy, Ngô Khoan Nghiệp hận không thể chạy trốn ngay lúc này. Quá đáng sợ. Khoảnh khắc vừa rồi, Ngô Khoan Nghiệp cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi một luồng áp lực khiến cậu ta cảm thấy khó thở, dường như chỉ cần cậu ta có chút ý nghĩ phản kháng, cậu ta sẽ chết ngay ở đây. Ngô Khoan Nghiệp rời đi, Tiêu Chính Văn nhún vai, cười nói với Tống Băng Văn, cô Tống, hẹn gặp lại nếu có cơ hội nhé. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa quay người rời đi, một cái đùi thon và thẳng tắp đập vào đầy anh. Cái chân này thẳng thật. Đứng lại, ai cho anh đi? Tiêu Chính Văn cũng không né tránh, chỉ hơi xoay người qua một bên, nắm lấy mắt cá chân của Tống Băng Văn, cau mày nói, cô Tống, người nào cũng có lúc tức giận, cô đừng ép tôi. Tống Băng Văn bị Tiêu Chính Văn nắm lấy mắt cá chân khiến cho cô ta không thể cử động được, chật vật hét lên, đồ khốn kiếp. Bỏ tôi ra, Tống Băng Văn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đang vô cùng xấu hổ, tên này thật là vô liêm sỉ, giữ chặt mắt cá chân của mình không có ý định buông ra. Tiêu Chính Văn cười nhạt, công nhận là bộ đồng phục này của Tống Băng Văn quả thực rất đẹp, mà có vẻ hơi nhỏ so với cơ thể cô ta, làm cho thân hình nóng bỏng đầy đặn của cô ta hiện ra trước mắt. Nhất là cái chân dài 1m2 này, thẳng tắp thon thả, tính đàn hồi rất tốt. Cô Tống, cái chân này của cô cảm giác tốt thật đấy. Tiêu Chính Văn mỉm cười, sau đó buông chân cô ta ra. Tuy nhiên, Tống Băng Văn không quan tâm, sắc mặt lạnh lùng, cô ta biết mình không đánh lại anh, chỉ đành lấy uy quyền của đội tuần tra ra để đe dọa, anh tụ tập đánh nhau, bắt buộc phải theo tôi quay về tiếp nhận điều tra. Này này này, cô Tống, cô không thể vô lý như vậy được. Rõ ràng là người ta đánh tôi chỉ đang phòng vệ thôi, tại sao cô lại bắt tôi một cách bừa bãi như vậy được, Tiêu Chính Văn nói. Không được, anh, và cả đám người đang nằm trên mặt đất này, đều phải theo tôi về điều tra. Đùa chứ, dù sao mình cũng là người của đội tuần tra, tên này đánh người khác thành bộ dạng thế này, còn nhân cơ hội trục lợi cá nhân, làm sao có thể bỏ qua cho anh ta được. Tiêu Chính Văn có chút đau đầu, anh biết rằng, người phụ nữ Tống Băng Văn này có bệnh nghề nghiệp rất nặng, không thích dây dưa. Ngực khủng và không não quả thật thích hợp để miêu tả Tống Băng Văn. Anh đảo mắt, biểu cảm kinh ngạc, chỉ vào đằng sau Tống Băng Văn, nói, cô Tống, cô mau nhìn xem, bọn họ muốn chạy kìa. Tống Băng Văn nghe thấy vậy, lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau chỉ toàn một đám người đang gào khóc, không có ai định chạy cả. Tiêu rồi. Tiêu Chính Văn. Khi Tống Băng Văn nhận ra mình đã bị lừa, cô ta lập tức quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Cô Tống, lần sau gặp lại. Khốn kiếp, không được chạy. Đứng lại cho tôi. Tống Băng Văn giận dữ hét lên, vươn tay định lấy khẩu súng ở thắt lưng nhưng bàng hoàng phát hiện mình không đem theo. Tống Băng Văn tức giận dậm chân, định đuổi theo, nhưng nhìn số người đang nằm la liệt trên mặt đất, cô ta đành từ bỏ, nghiến răng nói, anh đợi đấy, tôi nhất định sẽ tự mình bắt anh. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng đã quay về biệt thự. Anh đang nấu cơm trong bếp, chờ Khương Vi Nhan quay về. Sau khi Khương Vi Nhan trở về, gia đình ba người cùng nhau ăn tối vui vẻ. Nhưng khi Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang cùng xem TV, trái tim anh bỗng nhiên thắt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang nhắm vào mình và Khương Vi Nhan trên cửa sổ lớn. Đột nhiên Tiêu Chính Văn cười nói, anh nghĩ em có thể nép vào lòng anh, bởi vì tiếp theo có thể sẽ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Khương Vi Nhan giật mình, vẻ mặt hoảng hốt, ngượng ngùng hỏi, anh lại muốn làm gì, cô còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô vào trong lòng. Khí tức mãnh liệt trên cơ thể Tiêu Chính Văn bùng lên khiến trái tim Khương Vi Nhan đập loạn xạ, cô chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ vang lên ở chỗ cửa sổ kiểu Pháp. Sau đó, ba người đàn ông mặc bộ đồ đen cùng nhiều vũ khí khác nhau rơi xuống giữa nhà. Á!
Khương Vi Nhan sợ hãi hét lên. Những người này là kẻ xấu. Bộ quần áo màu đen đi đêm của ba người này mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn, giống như trong phim điện ảnh vậy. Hơn nữa, từ hành động nhìn trộm từ cửa sổ của bọn họ, rõ ràng bọn chúng đã có chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nghĩ tới điều này, sắc mặt Tiêu Chính Văn lập tức sầm xuống. Bọn họ. Khương Vi Nhan hoảng sợ kéo chặt cánh tay của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói, đừng lo lắng, để anh giải quyết. Cơ thể Khương Vi Nhan run lên, đã tới lúc này rồi mà Tiêu Chính Văn còn cười được. Tuy nhiên, chồng của mình là chủ soái Bắc Lương đã nghỉ hưu, anh nhất định có cách xử lý đám người này. Nghĩ vậy, Khương Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm, vội vào lao lên lầu xem Nana. Thấy rằng Nana không sao, cô mới quay lại bên cạnh Tiêu Chính Văn. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đã vô cùng tức giận, một mình đối mặt với ba tên sát thủ được trang bị vũ khí đầy đủ. Ba người bọn họ liếc nhìn nhau, không cho Tiêu Chính Văn thời gian để thở lập tức xông lên. Một trong số đó còn rút một con dao găm sáng chói từ thắt lưng của mình và nhảy ra như một con báo, đâm thẳng về phía ngực của Tiêu Chính Văn. Á! Khương Vi Nhan sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng nhắm mắt lại, không dám xem tiếp cảnh xảy ra tiếp theo. Tiêu Chính Văn không hề né tránh, hào quang trên người anh đột nhiên bừng lên, tạo thành một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho gã vừa lao tới toàn thân ớn lạnh, con dao găm định đâm vào ngực Tiêu Chính Văn đột nhiên thay đổi phương hướng, không đâm vào ngực anh nữa. Chương 519, nhà họ Viên, tốt lắm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, gã đã nhìn thấy sự uy hiếp của cái chết trong mắt Tiêu Chính Văn. Chuyện này không thể nào, gã là sát thủ nổi tiếng trong căn cứ, rất ít người có thể uy hiếp được gã. Nhưng cảm giác đó lúc này lại rất thật. Ngay lúc đó, Tiêu Chính Văn lập tức giơ chân lên, hung hăng đá vào một bên sườn của gã. Bụp! Gã đó bị Tiêu Chính Văn đá một nhát vào ngực, lập tức bay ra ngoài như một quả đạn pháo, đập vào bàn. Ngay sau đó, hai người còn lại nhanh chóng bao vây hai phía trái phải của Tiêu Chính Văn. Hai con rào hoàn toàn không cho Tiêu Chính Văn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ánh mắt Tiêu Chính Văn ngưng tụ, anh nhanh chóng đẩy Khương Vi Nhan ra, sau đó dang rộng hai tay, nắm lấy bả vai của một trong số hai tên đó, lập tức một tiếng rắc vang lên. Gã còn lại nhắm chuẩn thời cơ, dùng hai con dao đâm vào cổ Tiêu Chính Văn, lúc này con dao chỉ còn cách cổ anh 1 mm, tình huống như vậy, người bình thường khó lòng chạy trốn, chỉ đành nhận chết. Tuy nhiên, ngay lúc này, Tiêu Chính Văn lập tức hóa thành một bóng đen, biến mất trong không khí, sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng gã đó, dùng tay đấm mạnh. Bụp! Cú đấm này sử dụng toàn bộ sức lực của Tiêu Chính Văn, đấm thẳng vào eo của gã đó. Rắc! 4-5 cái xương sườn đã gãy. Gã đó nghiêng người, phun ra một ngụm máu, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất, cơ thể giãy giụa như cá mắc cạn. Ngày càng nhiều máu chảy ra từ chiếc mặt nạ dày đen của gã. Cú đấm này Tiêu Chính Văn đã đánh gãy xương sườn của gã, đồng thời khiến nội tạng tổn thương toàn bộ, việc này đồng nghĩa với án tử hình. Chỉ trong khoảnh khắc, ba tên sát thủ đều đã bại trận ngay trong phòng khách này. Khương Vi Nhan sửng sốt, nhìn Tiêu Chính Văn dễ dàng giải quyết ba tên sát thủ này, đột nhiên cảm thấy sao lại có người lợi hại như vậy được. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì mới có được năng lực mạnh mẽ như vậy. Cô chạy tới, ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, run giọng hỏi, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu, quay lại nhìn ba người nằm trên mặt đất, trong đó một người sắp chết, lạnh lùng nói, sao nào, nhà họ Viên đã không chờ được nữa rồi à? Hai người còn lại nghe thấy lời của Tiêu Chính Văn, lập tức dừng kêu than lại, nhẫn nhịu cơn đau đứng dậy khỏi mặt đất, một trong số đó ôm ngực, cả người đau đến chết đi sống lại, trong phút chốc đã mất đi khả năng hành động. Người còn lại đã bị Tiêu Chính Văn đánh gãy tay, cánh tay rủ xuống đất, không còn khả năng phản kháng, đau đớn dựa vào thành bàn. Nhà họ Viên, mày đang nói gì, bọn tao không biết. Kẻ ôm ngực đứng dậy giả vờ ngớ ngẩn, bày ra bộ dạng sững sờ, vội vàng làm rõ mối quan hệ giữa mình và nhà họ Viên. Bởi vì quy tắc của bọn họ là một khi nhiệm vụ thất bại, tuyệt đối không làm liên lụy tới chủ nhân ở phía sau. Người đàn ông trước mặt này rốt cuộc là ai? Tại sao lại thông minh vượt trội hơn người như vậy? Cứ tưởng rằng ba tên sát thủ này sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh gọn, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ đã phạm phải một sai lầm, hơn nữa là một sai lầm vô cùng lớn. Tin tình báo có vấn đề.
Tiêu Chính Văn là người như thế nào, bây giờ đã có thể nhìn thấu được thông qua đôi mắt hoảng loạn của bọn họ. Ha ha, tôi khuyên các người nên thành thật trả lời câu hỏi của tôi. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, ngoài nhà họ Viên, tôi không có hận thù với ai nữa cả, hơn nữa nhìn hành động của các người rõ ràng không phải là sát thủ thông thường, có thể khiến loại người như các người bán mạng cho nhất định phải có khối tài sản cực kỳ lớn, xin hỏi, ngoại trừ nhà họ Viên còn ai có thể làm được việc đó? Nhà họ Viên nào, chúng tôi không quen biết với bọn họ. Gã đàn ông khẳng định rằng mình không hề quen biết với nhà họ Viên và gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết rồi. Các người thừa nhận hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn các người quay về nói với kẻ chủ mưu phía sau, nếu như dám phái người tới đây nữa, tôi không ngại khiến nhà họ Viên biến mất khỏi thế giới này đâu. Đương nhiên, rất nhanh thôi tôi sẽ tìm tới tận cửa nhà bọn họ. Biến mất. Khi anh nói câu này, hai sát thủ vẫn còn tỉnh táo ở trước mặt lập tức cảm nhận được sự tự tin và luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ phía người đối diện. Luồng sát khí này khiến bọn họ lạnh buốt sống lưng, không tự chủ được mà run lên bần bật. Khiến nhà họ Viên biến mất. Cả cái Hoa Quốc này chưa ai dám nói thế, sự tự tin và khẩu khí lớn như vậy ở đâu mà có. Phải biết rằng, nhà họ Viên là một trong số 4 gia tộc lớn của Hoa Quốc, có lịch sử lâu đời. Không phải loại mà các gia tộc và doanh nghiệp bình thường có thể so sánh được. Cho dù ông chủ của bọn họ ở trước mặt nhà họ Viên cũng phải cúi mình khép nép. Người đàn ông này quá ngạo mạn rồi, lại muốn nhà họ Viên biến mất. Tuy nhiên, hai tên sát thủ này đều là người có thực lực, bọn họ cảm nhận được luồng sát khí trên người Tiêu Chính Văn thậm chí còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn sát khí trên người ông chủ của bọn họ. Người đàn ông này rõ ràng là một ác ma. Các người không tin tôi à? Tiêu Chính Văn nhìn thấu hết mọi thứ từ ánh mắt của hai gã sát thủ này, anh lãnh đạm nói, nếu như không tin, bây giờ các người có thể lập tức liên hệ với kẻ chủ mưu phía sau, tôi sẽ tự mình nói với ông ta. Tiêu Chính Văn không muốn giết hai người này, nếu như giải quyết bọn chúng như vậy, sau này nhà họ Viên sẽ lại cử người khác tới làm phiền bọn họ, như vậy những ngày tháng sau này không thể sống yên được. Vì vậy, anh muốn bọn chúng quay lại. Gióng một hồi chuông cảnh tỉnh cho kẻ chủ mưu phía sau. Nếu như đối phương không dừng lại, vậy thì đừng trách anh. Đương nhiên, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ ra tay với nhà họ Viên. Nhưng không phải bây giờ. Anh vẫn cần chuẩn bị một số thứ. Xem ra mấy người không chịu khổ một chút thì sẽ không chịu phục tùng đúng không? Tiêu Chính Văn lắc đầu, anh lấy một cái hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra, lấy một viên thuốc màu đen có tên là Phệ Tâm Hoàn. Theo lời của thần y Tôn Tư Niên, thuốc này chuyên dùng để đối phó với những kẻ cứng miệng. Vật dụng cần thiết để ép cung. Tiêu Chính Văn nhét viên thuốc vào miệng một tên, ép gã nuốt xuống. Trong phút chốc, gã đàn ông đó tự bóp cổ mình, gân xanh nổi hết lên mặt, sau đó lăn lộn trên mặt đất, cố gắng bấu víu một cách tuyệt vọng, đau thấu tâm can. Á, tôi nói, cầu xin anh tha mạng. Gã đàn ông đó xé chiếc mặt nạ của mình thành nhiều mảnh rồi cào nát khuôn mặt của mình, khung cảnh thảm thiết vô cùng. Tiêu Chính Văn rất hài lòng, xem ra hiệu quả của Phệ Tâm Hoàn này rất tốt. Nhà họ Viên, là nhà họ Viên phái chúng tôi tới đây. Gã đó cố gắng chịu đựng cơn đau giằng xé, bật câu nói này ra từ cổ họng, sau đó khóc lóc cầu xin Tiêu Chính Văn buông tha cho mình. Tiêu Chính Văn không buồn để ý đến gã, nhìn về phía tên còn lại. Nói, nếu như anh không muốn phải chịu cơn đau này, vậy thì truyền lời của tôi, nói với nhà họ Viên, đừng cố gây rắc rối cho tôi nữa, nếu không tôi có 100 cách khiến nhà họ Viên biến mất khỏi Hoa Quốc đấy. Vâng, tôi nhất định sẽ truyền lời. Gã đàn ông bị gãy tay lúc này gật đầu lia lịa, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy đồng đội của mình tự cào cấu cơ thể đến chết đi sống lại, sự phòng bị cuối cùng của gã đã hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông này đúng là ác ma. Vậy còn không cút đi. Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, chuẩn bị đá một cái. Thấy vậy, gã đàn ông bật dậy như cương thi, sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa, trên đường đi còn vấp ngã mấy lần, mất mặt vô cùng. Nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn thất bại. Bọn họ không thể ngờ rằng đối phương lại là cao thủ mạnh như vậy, thậm chí có thể chiến đấu với cả sếp lớn của bọn họ. Sự việc này khiến hai chân bọn họ mềm nhũn, mãi cho đến khi chạy ra khỏi biệt thự, gã mới dám gọi điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia, ông chủ, nhiệm vụ thất bại, tổn thất hai người. Được,
Tôi biết rồi, anh quay về trước đi. Gã đàn ông quay đầu về phía biệt thự, khi nhìn thấy bóng người đứng ở trước cửa liền sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Lúc này sắc mặt Tiêu Chính Văn tối sầm lại, không ngờ nhà họ Viên lại phái sát thủ đi thăm dò mình sớm như vậy. Nghĩ vậy anh liền bấm số của Điện Thần Long, lạnh lùng nói, điều Long Lân tới đây. Ngoài ra, việc điều tra nhà họ Viên phải gia tăng tốc độ. Tôi chuẩn bị ra tay rồi. Chương 520, đoàn thương ra nước ngoài. Một giọng nói cung kính vang lên từ đầu dây bên kia, vâng, điện chủ. Tôi lập tức thông báo cho Long Lân, cúp điện thoại. Lúc này, Long Lân đang ở trên một chiến trường nào đó ở Trung Đông, mặc một chiếc áo choàng đen, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hàng trăm đội ngũ binh lính được trang bị vũ trang phía trước. Phía sau anh ta chỉ có 5 người, tất cả đều mặc đồ đen, đều là cao thủ của Điện Thần Long. Sắc mặt người nào cũng rất lạnh lùng, trên khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Lúc này, Long Lân chính là người được nhắc đến trong cuộc điện thoại, anh ta liếc nhìn những binh lính đối diện, hét lớn, giết. Bùm! Ngay lập tức, trên người Long Lân và các anh em phía sau tỏa ra luồng sát khí ngút trời, giống như một cơn lốc màu đen, quét sạch toàn bộ chiến trường. Pằng pằng pằng! Tiếng súng rồn rập, đan tuôn ra như mưa bão. Tuy nhiên, năm bóng người phía sau Long Lân lập tức hóa thành một cái bóng, xuyên qua làn mưa bom bão đạn. Xoạt xoạt xoạt! Trong nháy mắt, hàng trăm người trước mặt bọn họ ngã xuống như rơm như rạ. Bọn chúng ngã xuống vũng máu trong nỗi kinh hoàng, ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối. Chưa đến 3 phút, toàn bộ chiến trường đã ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc. Khắp nơi đều là xác chết. Long Lân phất tay, dẫm lên nền đất nhuốm máu, bước lên trực thăng, hướng về Hoa Quốc. Phía Tiêu Chính Văn lúc này. Đã một tuần kể từ khi anh từ chức chủ soái Bắc Lương. Theo thời gian, mức độ phổ biến của chủ soái Bắc Lương đã từ từ giảm xuống. Người dân Hoa Quốc trở lại cuộc sống bình thường. Suy cho cùng, những sự kiện quốc gia này không phải chuyện mà họ có thể bình luận và suy đoán theo ý muốn. Trong những ngày qua, mức độ phổ biến của Xích Diệm Vương ngày càng cao dưới sự thổi phồng của những người quan tâm. Trong 7 ngày, Xích Diệm Vương đã dẫn 200.000 binh lính Bắc Lương tới biên giới và chiến đấu với 5 nước, kết quả thắng lớn quay trở về, giành lại 3 khu vực đã mất. Tin tức này truyền ra đã khiến toàn Hoa Quốc chấn động. Ai có thể tưởng tượng được vị Xích Diệm Vương vừa mới tiếp quản Bắc Lương này đã lập tức giành được một chiến lợi phẩm khổng lồ như vậy. Cả Hoa Quốc đều sôi sục. Ngay lập tức, dường như mọi người đã quên đi hết những chiến tích lẫy lừng của cựu chủ soái Bắc Lương. Lúc này, nhà họ Khương nhìn thấy tin tức ngập tràn về vị chủ soái Bắc Lương mới, tất cả bọn họ đều mang vẻ trịnh trọng. Ông cụ Khương Thái Sương ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt ngày càng kém, lão ta ho khan vài tiếng. Nói cứ tưởng rằng Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương thì có thể giúp nhà họ Khương chúng ta tiến lên hàng ngũ gia tộc hạng nhất ở Tu Hà. Bây giờ xem ra, cậu ta không gánh nổi nữa rồi. Hừ, nói dễ nghe chút thì là từ chức về quê, nhưng chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhìn ra tên Tiêu Chính Văn này nhất định là đắc tội với nhân vật quyền quý nào đó, vì vậy mới bị cách chức. Khương Văn Kỳ cay nghiệt tiếp lời, nói ra lại bực. Tên Tiêu Chính Văn này trước đây là chủ soái Bắc Lương mà không nói thân phận thật với chúng ta, cũng không giúp đỡ nhà họ Khương ta. Bây giờ thì hay rồi, không còn chức vụ gì cả, là một người bình thường, có khác gì so với lao công quét đường đâu. Đúng vậy, không thể dựa dẫm vào cậu ta được nữa rồi, chúng ta cần phải nghĩ cách khác thôi. Mọi người rì rầm bàn tán. Ông cụ Khương ho khan vài tiếng, vươn tay ra hiệu, được rồi, đừng ồn ào nữa. Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có một đoàn thương ra nước ngoài đến Tu Hà, tài nguyên rất mạnh, lần này tới Tu Hà cũng là để đầu tư. Nếu như chúng ta có thể hợp tác được với một đoàn thương gia lớn mạnh như vậy, thì địa vị ở nhà họ Khương ở Tu Hà nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Đúng vậy, con nghe nói, đội thương gia này rất nổi tiếng ở nước ngoài, đã đầu tư vào hàng trăm dự án. Dự án nào cũng thu về lợi nhuận khổng lồ. Người đại diện của đội thương gia đó hình như tên là Wesley, là một con ma trong ngành đầu tư kinh doanh. Hơn 40 tuổi, ông ta đã có tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la. Nghe mọi người bàn bạc sôi nổi, Khương Thái Sương nói, ừ, vì vậy, có ai muốn đi thử không? Ngay lập tức, mọi người đều chìm vào im lặng. Đội thương gia nước ngoài này không phải là kiểu người mà bọn họ có thể dễ dàng tiếp cận được. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu biết tiếng nước ngoài.
Thấy mọi người rơi vào trầm mặc, sắc mặt Khương Thái Sương trở nên rất khó coi, lão ta nhìn Khương Văn Kỳ nói, Văn Kỳ, hay là con đi thử xem sao? Khương Văn Kỳ lập tức cười nói, bố, bố cũng biết, cả đời này của con rất ít tiếp xúc với thương gia nước ngoài, hơn nữa, con cũng có biết ngoại ngữ đâu, con nghĩ rằng nên để thế hệ trẻ tuổi đi thì hơn. Mỹ Nghiên, hay là con đi thử xem, Khương Văn Kỳ nhìn về phía con gái của mình. Khương Mỹ Nghiên xấu hổ nói, bố, ngoại ngữ của con cũng không ổn lắm. Ngay lập tức, sắc mặt Khương Văn Kỳ trở nên vô cùng khó coi, nói, con xem con đấy, đến lúc quan trọng thì lại chẳng được cái tích sự gì. Năm đó đi học đã bảo con học hành cẩn thận rồi mà con không chịu nghe, cứ đòi yêu sớm. Năm đó không phải tìm một giáo viên ngoại ngữ tên là Peter đó à? Sao một chút cũng không học được thế, thế bình thường con học cái gì? Khương Mỹ Nghiên ủ rũ cúi đầu nghe mắng. Học được gì chứ? Đương nhiên là ngoại ngữ rồi. Nhưng ngoại ngữ khó như vậy, học bao lâu mà cũng chẳng vào. Sau đó, cô ta đột nhiên nói ơ, Khương Vi Nhan không phải rất giỏi ngoại ngữ sao? Để cô ta đi đi. Nghe thấy vậy, Khương Văn Kỳ giật mình, sau đó vỗ tay, nói, đúng vậy, bố à, Mỹ Nghiên nói đúng, ngoại ngữ của Khương Vi Nhan khá tốt, để nó đi là hợp tình hợp lý rồi. Khương Thái Sương gật đầu, nói cũng chỉ đành như vậy thôi, đến lúc đó, các con biết điều mà đi theo sau Khương Vi Nhan, nghe nhiều học hỏi nhiều vào, cố gắng hết sức để giành được sự hợp tác với đoàn thương gia này. Tuy nhiên có ai đó nói, ông cụ, không phải Khương Vi Nhan đã rời khỏi nhà họ Khương, còn nói sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện nhà họ Khương nữa sao? Khương Văn Kỳ nghe vậy lập tức cười nói, ha ha, nó nói thì cứ nói, chỉ cần chúng ta mở lời. Nó lại ngoan ngoãn như một con chó quay về nhà ngay thôi ấy mà. Nói xong, Khương Văn Kỳ lấy điện thoại di động ra bấm số của Khương Vi Nhan. Ở nhà mới, Khương Vi Nhan đang tìm hiểu tất cả các khía cạnh của kinh doanh, dù sao, những ngày này cô cũng không có việc gì làm. Từ khi rời khỏi nhà họ Khương, cô rảnh rỗi hơn rất nhiều. Alo, bác cả, có chuyện gì vậy? Đột nhiên nhận được điện thoại của Khương Văn Kỳ, cô nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn ấn nghe. Khương Vi Nhan, lập tức quay về nhà họ Khương một chuyến, có chuyện sắp xếp cho cháu lo liệu đây, Khương Văn Kỳ thô lỗ nói, giọng điệu như ra lệnh. Nghe vậy, Khương Vi Nhan cau mày, nói, bác cả, xin lỗi, mọi chuyện nhà họ Khương không còn liên quan gì đến cháu nữa, sau này bác cũng đừng gọi cho cháu làm gì. Nói xong, Khương Vi Nhan liền cúp máy. Sau khi cúp máy, trái tim cô đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên cô cứng rắn như vậy. Trước đây cô luôn yếu đuối, nghĩ rằng bản thân không thể rời khỏi nhà họ Khương. Như bây giờ xem ra, chỉ bằng cách dũng cảm ra đi như thế này cô mới có được một tương lai tươi sáng. Nhà họ Khương không chỉ là gông cùm mà còn là vật cản cuộc đời cô. Nếu như không có Tiêu Chính Văn, có lẽ cả đời này cô cũng không thể rời khỏi nhà họ Khương. Phù! Hít một hơi thật sâu. Khương Vi Nhan siết chặt bàn tay nhỏ bé, tiếp tục cúi đầu học. Còn phía đầu dây bên kia, Khương Văn Kỳ hoàn toàn đơ ra. Phản rồi, phản rồi. Khương Văn Kỳ gầm rú lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.